Và trong đời bác đã bao nhiêu lần tù tội, bao nhiêu lần chết đi sống lại. Ngay cả ở Liên Xô, cái nơi mà các học viên, các đảng Cộng sản đến học trong Quốc tế Cộng sản ấy, họ đã tổ chức truy điệu bác đấy các bạn. Cả với Trần Phú nữa, khi mà nghe tin bác chết trong nhà tù. Đấy chỉ là một cái tin giả thôi. Nhưng mà nhiều người cũng đã từng là thật. Ngay trong nước cũng vậy. Hồi ký của đồng chí Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng đấy cũng kể là đang hoạt động trong vùng Bắc Cạn mà nghe tin gọi về ngay cấp báo, bởi vì nghe tin bác Hồ đã mất. Cho nên đã phân công tổ chức lễ truy điệu bác và giao cho đồng chí Phạm Văn Đồng lúc đó là chuẩn bị điếu văn cơ mà. Nhưng mà rất cẩn thận là vẫn phải cử người sang tận nơi, sang Trung Quốc để thăm dò tình hình như thế nào, thực hư ra sao. Và nhất là xem là nếu mất thật ấy, thì mộ của bác đặt ở đâu cơ. Nhưng mà rồi thì lại tin bác vẫn còn sống. Và cuối cùng thì đọc được cái tin nhắn của bác về nước ấy, trong cái bài nhật ký trong tù. Cái bài cuối cùng ấy, các đồng chí nhắn tin về nước thì mới biết rằng bác vẫn còn sống. Trên đời bác đấy có thể nói là kết nối cả huyền thoại và giai thoại với bao nhiêu sự kiện như vậy để nhắc nhở chúng ta nghiên cứu một con người này như một hiện tượng văn hóa. Bác Hồ năm nay là tròn 80 năm ngày bác ra khỏi nhà tù ở Quảng Tây. Bác bị thực dân lính của Tường Giới Thạch bắt giam bác trên đường bác sang Trung Quốc. Đến Quảng Tây nó bắt bác, nó giam cầm đầy đọa bác suốt 14 tháng liền. Nó giải bác đi 30 nhà tù trên đất nước Trung Hoa rộng lớn như vậy. Sống cơ cực lầm than như vậy mà người vượt qua hết bằng nghị lực phi thường, bằng ý chí và niềm tin, và bằng cả cảm xúc thơ ca mà trong tù viết cả một tập thơ 133 bài, Ngục Trung Nhật Ký, tiếng Hán ấy, dịch ra là Nhật Ký Trong Tù. Thì năm nay là tròn 80 năm. 80 năm bác được trả lại tự do, ra khỏi nhà tù ở Quảng Tây. Và cũng là 80 năm ta biết đến một hiện tượng văn hóa là Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh. Bây giờ tập thơ ấy đã được công nhận là quốc bảo, bảo vật quốc gia. Các bạn nên nhớ là bác Hồ có 6 bảo vật quốc gia. Thứ nhất là Đường Cách Mệnh, viết từ khi Đảng chưa ra đời năm 1927. Thứ hai là Dung Lượng đâu, không Dung Lượng đâu, có 1.000 từ thôi mà là một tác phẩm vĩ đại, vì tổng kết cả một cuộc đời, cả một sự nghiệp. Đấy. Có thể có tác phẩm vĩ đại cả dung lượng lớn, hàng mấy chục tập, và cả tư tưởng lớn, nhưng đồng thời cũng có khi tác phẩm rất nhỏ, rất ngắn, nhưng lại rất lớn về tư tưởng, thì di chúc là trường hợp đó. Bác có 5 bảo vật quốc gia. Gần đây chúng ta đưa tất cả những sắc lệnh mà do bác Hồ ký với tư cách là chủ tịch chính phủ đấy, từ năm 1945 đến 1946, tập hợp tất cả các sắc lệnh đó thành một tài liệu pháp lý, cũng được công nhận là bảo vật quốc gia. Chỉ tiếc một điều là trong những tác phẩm được coi là bảo vật quốc gia đó, ta chưa thấy Tuyên ngôn Độc lập, chưa có. Lý do của nó thì lại rất là đầy bình thường. Chỉ vì chiến tranh xảy ra, trong cái cuộc di chuyển cơ quan đầu não về Việt Bắc, mất rất nhiều tài liệu, thì chẳng may lại mất đúng vào bản tích gốc, bút tích gốc bảo vật quốc gia là Tuyên ngôn Độc lập. Mà không chứng minh được bút tích gốc đấy thì cũng không chứng minh được bác là tác giả. Dù các bạn vào Bảo tàng Hồ Chí Minh thì cái khung mà về Tuyên ngôn Độc lập còn nguyên hết, trích từ các báo ra, bản sao, và có cả băng ghi âm lời bác đọc tuyên ngôn ở quảng trường Ba Đình. Nhưng điều ấy cũng chưa đủ độ tin cậy để nói rằng bác là tác giả Tuyên ngôn Độc lập, dù ai cũng biết bác là tác giả. Bác nói là những giờ phút viết tuyên ngôn và đọc tuyên ngôn là những giờ phút sung sướng nhất của đời bác ấy. Thì ai cũng biết như vậy.
Nhưng mà không có bút tích gốc thì không minh chứng được. Cho nên đến giờ phút này, tác phẩm vĩ đại như thế, một tuyên ngôn lập nước Việt Nam mới, như là Hịch Tướng Sĩ, như là Cáo Bình Ngô, như là Hịch của Quang Trung, mà đến bây giờ vẫn chưa có mặt trong quốc bảo. Đây là món nợ của chúng ta đối với nhân dân đấy, nhất là giới lý luận. Làm thế nào để đến một lúc nào đó đấy, chúng ta có đủ các căn cứ khoa học để đề xuất với Trung ương trong việc quyết định công nhận tuyên ngôn độc lập là bảo vật quốc gia. Nó ngang tầm với tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cơ mà, với đại cách mạng tư sản Pháp cơ mà. Mà với Việt Nam bây giờ ta chưa công nhận được. Chỉ riêng cái câu là đọc tuyên ngôn, bác dừng lại, bác nói là đồng bào nghe tôi nói có rõ không, cũng đủ nói lên cái phẩm chất cao quý về văn hóa Hồ Chí Minh. Không có một khoảng cách nào giữa lãnh tụ và nhân dân cả. Cho nên chúng ta rất mong muốn là trong việc phát triển hệ thống các tác phẩm lớn mang tầm bảo vật quốc gia của Hồ Chí Minh, thì sớm muộn trước sau, bằng mọi cách ta phải đưa tuyên ngôn độc lập vào quốc bảo. Trong này trách nhiệm của các nhà báo chúng ta, của các cơ quan thông tin, truyền thông, truyền hình là rất quan trọng, để góp một tiếng nói chung cùng với giới lý luận trong việc làm cái việc cao quý đó. Thì 80 năm bác ra khỏi nhà tù ở Quảng Tây, 80 năm ta biết đến nhật ký trong tù của bác, thì các bạn cũng nên biết cái chi tiết này này. Người thả bác ra là ai các ông? Người thả bác ra khỏi nhà tù đấy, trả lại tự do cho bác đấy, là một người giống hệt tên bác. Tên giống hệt tên bác, cũng là Chí Minh, chỉ khác họ đấy. Bác là Hồ Chí Minh, ông là Hầu Chí Minh. Trên khi ra khỏi nhà tù nhé, bác có một bài thơ là Cảm Tạ Hầu Tiên Sinh. Tức là ông ấy là chủ nhiệm chính trị của cái quân đội Tưởng Chí Thạch ấy. Ông ấy ngưỡng mộ về trí tuệ, đạo đức, nhân cách của bác mà quyết định trả lại tự do cho bác. Trên xa khỏi nhà tù, tiều tụy như vậy, bác phải tập leo núi ở Tây Côn Lĩnh để trở về với nhân dân. Thì bác cũng có bài thơ là Cảm Tạ Hầu Tiên Sinh. Và từ đây thì khép lại nhật ký trong tù. Bác nói như vậy mà. Cái sự kiện này là 80 năm. Trong khi bác là Hồ Chí Minh ở nhà tù Quảng Tây Trung Quốc viết nhật ký trong tù, thì ở trong nước có một người học trò xuất sắc của bác cũng công bố đề cương văn hóa Việt Nam. Đồng chí Trường Chinh, các đồng chí. Đồng chí Trường Chinh là học trò xuất sắc của bác. Ông ấy nổi tiếng đến mức mà ngoài đời chỉ biết đến tên là Trường Chinh thôi, chứ ít người biết rằng ông tên là Đặng Xuân Khu, người Nam Định, các đồng chí. Đồng chí nào ở Nam Định thì đều biết cả Đặng Xuân Khu. Trường Chinh là bí danh đấy chứ. Nhưng mà nó có cái điều này rất là đồng điệu này. Lúc bác Hồ lấy bí danh mới là Hồ Chí Minh, từ tháng 8 năm 42, trước khi sang Trung Quốc, là Hồ Chí Minh. Viết di chúc, bác ký tên là Hồ Chí Minh. Thì Trường Chinh ở thời điểm đó cũng chuyển từ Đặng Xuân Khu thành Trường Chinh, tức là bí danh. Đây là bí danh thôi. Điểm thứ hai là nếu bác là nhà thơ với nhật ký trong tù, thì Trường Chinh cũng là một nhà thơ. Ông có bí danh là Sóng Hồng, là thi sĩ đấy, là người đưa ra tuyên ngôn nghệ thuật đấy. Bác Hồ cũng vậy. Tuyên ngôn nghệ thuật của bác là nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Thì Trường Chinh viết là mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền, là người tiên phong trong cuộc đấu tranh giữa hai trường phái, nghệ thuật vì nghệ thuật hay nghệ thuật vì dân sinh ấy. Nhưng mà Trường Chinh còn là một con người, một nhà thơ mà, nhà thơ trữ tình, một người có tâm hồn đẹp lắm. Ông viết hai câu thơ để đời tặng vợ của mình. Người phụ nữ mà có chồng đi hoạt động cách mạng thì vừa mừng mà vừa lo. Mừng vì tự hào mà lo vì cái chết trong gang tấc, sống chết trong gang tấc. Trên Sóng Hồng viết hai câu thơ như thế này này, để nói về tâm trạng người phụ nữ khi mà có chồng làm cách mạng, mà được nhắc mãi ở đời này. Em biết
đời anh say lý tưởng, em mừng nhưng sợ cánh chim bay. Là như vậy. Thì nhắc đến Sóng Hồng là Trường Chinh, ta không thể quên cái nét đồng điệu giữa Bác với Trường Chinh. Còn trong sự nghiệp của Trường Chinh, các bạn nghiên cứu lịch sử Đảng thì đều biết rồi, con người này đặc biệt lắm. Ông thọ 82 tuổi rồi về với Bác. Nhưng mà trong cuộc đời ông 3 lần làm Tổng Bí Thư. 3 lần làm Tổng Bí Thư. Lần thứ nhất đấy, năm 1941, tại Hội nghị Trung ương 8 do Bác chủ trì, chính Bác là người đề xuất Trường Chinh vào cương vị Tổng Bí Thư của Đảng. Và Trung ương đã chấp nhận. Lúc bây giờ Trung ương gần như tan hết. Đế quốc thực dân nó bắt, nó tra tấn đàn áp. Hoàng Văn Thụ của chúng ta đây này, trên Lạng Sơn này, 30 tuổi đã ra trường bắn. Không có Tổng Bí Thư nào sống hết tuổi thanh niên cả. Cho nên trước tình hình mà cách mạng đến nơi rồi, cần phải kiện toàn ban lãnh đạo cao cấp, cấp cao của Trung ương, thì Bác Hồ nhìn thấy những phẩm chất của người đứng đầu là Trường Chinh. Bác chủ động đề xuất Trường Chinh vào cương vị Tổng Bí Thư. Đấy, thì đây là lần thứ nhất. Lần thứ hai là Đại hội 2551. Ở Việt Bắc, Bác là Chủ tịch Đảng, Trường Chinh lại được trúng cử Tổng Bí Thư lần thứ hai. Nhưng ngay sau đó ông từ chức. Các đồng chí biết vì sao chứ? Vì cái sự kiện cải cách ruộng đất. Một cái sự kiện mà bây giờ trôi qua mấy chục năm rồi, nhưng vẫn để những dấu ấn khốc, là có thể nói là đậm nét những cái điều đau đớn, những tổn thất. Và trước tình hình phát hiện ra sai lầm cải cách ruộng đất thì Trung ương kiểm điểm nhau rất nghiêm khắc. Đồng chí Trường Chinh nhận trách nhiệm cao nhất với Trung ương, với Đảng, với dân, là mình là Tổng Bí Thư mà, tự nguyện từ chức. Và Bác Hồ lại phải kiêm luôn Tổng Bí Thư, vừa Chủ tịch Đảng vừa Tổng Bí Thư. Ở đây đấy, cần nói một cái điều mà nói đến cái nhân cách cộng sản của những thế hệ tiền bối của chúng ta rất đáng kính trọng. Bác Hồ cũng nói thế này, cần thiết Bác cũng từ chức, để nói cái tình trạng trầm trọng của cái sai lầm đó như thế nào cơ mà. Thì đồng chí Trường Chinh là nói thế này, không, vì sự nghiệp cách mạng, vì triển vọng của phong trào, Bác phải ở lại. Bác phải ở lại, từ chức để tôi và chúng tôi. Cái ban lãnh đạo lúc bây giờ có những phẩm chất như thế đấy. Và Bác chỉ đạo là trong xử lý nghiêm khắc kỷ luật này đấy, thì cứ giáng một chức, giáng một chức. Trường Chinh từ chức Tổng Bí Thư rồi thì còn lại giáng một chức. Là ủy viên Bộ Chính trị mà mắc sai lầm trong sự kiện cải cách ruộng đất thì giáng xuống ủy viên Trung ương. Còn nếu là ủy viên Trung ương thì ra khỏi Trung ương. Đấy, thời kỳ đó như vậy đấy. Đấy là bài học rất là thiết thực để Đảng ta xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bắt đầu từ nghị quyết 4 khóa 11, rồi khóa 12 và khóa 13 hiện nay. Bác Hồ đọc báo cáo trước Quốc hội xin lỗi trước quốc dân đồng bào về cái sai lầm này cơ mà. Mà Bác viết cái bài tự phê bình có thể nó rất thấm thía. Trong việc để xảy ra khuyết điểm này, tôi cũng có phần trách nhiệm. Thế mà. Và Bác nói rõ nguyên nhân chỉ vì chúng ta thiếu dân chủ. Cho nên là không nghe được nhiều, không thấy được nhiều và không thấy hết được những ý kiến để mà chấp nhận. Chuyên thường mắc vào sai lầm. Chuyên muốn sửa được sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo đấy, thì rất cần đến dân chủ để giải phóng tư tưởng, để có thể nói hết ý nghĩ của mình, để cùng nhau tìm ra chân lý, để thực hiện theo cái nghĩa tốt nhất. Bài học từ chức của Tổng Bí Thư Trường Chinh ấy nhắc nhở chúng ta cái điều đó. Ai ngờ đâu, đến lúc mà đất nước bên thềm đổi mới, những năm 80 đấy các bạn, Đại hội 6 năm 86 đổi mới đầu tiên, bây giờ gần 40 năm rồi. Đồng chí Trường Chinh đã ở ngoài 80 tuổi rồi, thì lại phải nhận trách nhiệm Tổng Bí Thư lần thứ ba. Vì trước thềm đại hội thì Tổng Bí Thư Lê Duẩn qua đời.
Chứ cần một tổng bí thư để điều hành công việc của Đảng chờ đến khi Đảng đại hội. Và ở đại hội 6 đấy, chính Trường Chinh là người đọc diễn văn khai mạc. Cái bài diễn văn này đi vào lịch sử, được nhân dân rất ca ngợi. Ông nói là Đảng cũng có lúc mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong lúc Đảng ra sức sửa chữa khuyết điểm sai lầm thì nhân dân vẫn một lòng theo Đảng, vẫn một lòng tin cậy Đảng, vẫn một lòng kiên nhẫn chờ đợi Đảng sửa chữa. Vậy những người cộng sản chúng ta phải làm hết sức mình để không phụ lòng tin của nhân dân. Đấy là lời của Trường Chinh trong diễn văn khai mạc đại hội 6 ấy. Và sau đó ông từ chức. Đấy là lần từ chức thứ hai để mở đường cho đại hội bầu cử tổng bí thư mới. Thì các bạn đều biết là vị tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta thời đổi mới đó là đồng chí Nguyễn Văn Linh, ở người Hưng Yên, người con của Hưng Yên nhưng mà suốt đời ở miền Nam, được mệnh danh là người con của Nam Bộ là thế. Và ông cũng nghỉ ở trong thành phố Hồ Chí Minh, an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, dù người gốc Hưng Yên. Nguyễn Văn Linh, học trò xuất sắc của Bác đấy. Khi trúng cử tổng bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã ngoài 70. Trên cái bài diễn văn nhậm chức của Nguyễn Văn Linh ấy cũng đáng để chúng ta suy ngẫm lắm. Rồi sau này ông viết mấy chục bài về những việc cần làm ngay, các bạn có nhớ không nào? Mà ta vừa mới mở một cái trang đặc biệt số hóa về những tác phẩm của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, rất cần cho thời nay. Thế thì đồng chí Nguyễn Văn Linh nhậm chức tổng bí thư, ông nói một câu cảm động là: tôi chỉ làm tổng bí thư một nhiệm kỳ thôi, tức là nhiệm kỳ 6 thôi. Ngay từ bây giờ Đảng phải chuẩn bị cho nhà lãnh đạo mới. Trong Đảng ta, những học trò xuất sắc của Bác thường là tấm gương như thế, về nhân cách, về trí tuệ, về đạo đức, ta đáng học lắm. Tôi nhắc qua như vậy nhân cái sự kiện 80 năm Bác ra khỏi nhà tù, 80 năm công bố nhật ký trong tù, 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam, để ta đi vào câu chuyện văn hóa. Trong đó có thơ ca nghệ thuật. Các bạn dành thời gian dù rất bận nhé, đọc lại nhật ký trong tù đi. 133 bài thơ chữ Hán thì đủ hiểu trình độ ngoại ngữ, Hán ngữ của Bác thế nào rồi. Mà khi dịch ra đấy, Bác khen là dịch hay mà Bác vẫn phải dịch lại. Cái bài cuối cùng, vì Bác là người trong cuộc, Bác mới hiểu được. Những nhà thơ giỏi chữ Hán nhất như là Khương Hữu Dụng, như Nam Chân được phân công dịch, mà dịch rất hay rồi mà vẫn phải hỏi Bác xem vì sao. Và Bác cười, Bác bảo các chú dịch thì hay, nhưng các chú chưa hiểu Bác, để Bác dịch lại cho. Thế các bạn, ta đọc trước hết cái bài Nghe Tiếng Giã Gạo ấy. Đồng chí nào hiện nay đang giữ trọng trách lãnh đạo quản lý này, bài này cần lắm đấy. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Rèn đạo đức cho bản thân, cho cá nhân ấy, để chống được giặc nội xâm, chủ nghĩa cá nhân ấy, thì phải đau đớn như giã gạo mới thành người được suốt đời. Bài này là một tổng kết nhân sinh. Bác còn có cái bài nữa là Học Đánh Cờ. Các nhà lãnh đạo lại càng cần cái điều này. Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tiến công. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Đấy là tổng kết đầy triết lý nhân sinh của Bác Hồ. Nhưng có điều đáng nói, Bác lại dạy chúng ta thế này này. Bác bảo rèn đạo đức cho chính mình, cho cá nhân mình đấy, thì các chú phải chấp nhận đau đớn như giã gạo. Phải có không ít sự đau đớn ở trong lòng mới thành người được. Vì từ bỏ cá nhân chủ nghĩa mà. Nhưng Bác dặn là đối xử với nhau, với đồng chí, bạn bè, với đồng sự, đồng nghiệp, thì các chú chớ có dùng theo lối giã gạo. Thì đây cả một điều rất là thấu lý đạt tình của Bác. Bác nói là không đào tạo, không bồi dưỡng, không kiểm soát, cứ để cán bộ tự phát trong phong trào, tốt thì nhấc lên, mà làm sai, làm hỏng lại dập xuống, kiểu giã gạo thế này các bạn ấy, dập xuống.
Bác nói là cứ nhấc lên đập xuống như vậy 3 lần thì hỏng cả một đời cán bộ. Chuyên dùng người, các chú chớ có dùng theo lối giã gạo. Bác nói như vậy. Sau này bác nói kỹ hơn là phê bình việc chứ không phê bình người. Tức là không có xúc phạm ai cả. Làm sai, làm hỏng thì phê bình, chứ còn không xúc phạm nhân cách của người ta. Phê bình việc chứ không phê bình người. Bác viết câu này năm 1947 ở kháng chiến Việt Bắc đấy, trong sửa đổi lối làm việc, trong đời sống mới. Đặc biệt nữa, bác Hồ của chúng ta còn lưu ý một vấn đề rất cần thiết trong cuộc đời này. Chống chủ nghĩa cá nhân nhưng mà không vùi dập cá nhân. Chống cái xấu, cái hư hỏng thôi. Chống cái ích kỷ vụ lợi thôi. Chứ còn cá nhân, từng con người này là phải rất tôn trọng. Vì không có cá nhân thì không có cái tế bào của tập thể, của xã hội. Đấy. Nếu cá nhân, mỗi người có một sở trường riêng, tính cách riêng mà nó không xấu, không trái với xã hội thì không phải là chống, mà phải vun trồng cho nó phát triển. Với một quan niệm như thế này, bác rất quý trọng nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà giáo, các nhà khoa học. Vì bản thân bác là một đại trí thức. Bác biết cách ăn ở cư xử thế nào với trí thức để tranh thủ được tình cảm của họ, để giúp cho kháng chiến thắng lợi. Có lần bác nói với đồng chí Hà Huy Giáp, các đồng chí biết là đồng chí Hà Huy Giáp, một cái nhà lãnh đạo văn hóa của chúng ta. Bác nói là chú nhớ điều này, tiếp các giáo viên thì chú có thể tiếp chung. Tiếp chung tức là tất cả số đông như thế này. Vì nhà giáo nói chung là gương mẫu, là thuần, tiếp chung được. Nhưng tiếp trí thức, văn nghệ sĩ, chú phải tiếp riêng từng người một. Vì họ là những người có cá tính mạnh, có nhu cầu tự do lớn và luôn luôn muốn khẳng định cái tôi. Cho nên phải tôn trọng từng người, chú phải tiếp riêng từng người một để hiểu thấu tính cách của họ, để mới không thể phí phạm tài năng và không biết làm tổn thương đến nhân cách của người ta do mình cứ độc đoán chuyên quyền. Đấy, bác hiểu trí thức đến như thế nhé. Bác hỏi một họa sĩ Thụy Điển, một cái nhà báo Thụy Điển mà ông này rất giỏi tiếng Việt. Ông học tiếng Việt ở nước ta mà, ở trường đại học tổng hợp ngày xưa, khoa ngữ văn ấy. Bác hỏi là thế, chú học tiếng Việt lúc nào mà chú nói tiếng Việt giỏi thế? Bảo thưa bác, cháu học ở Việt Nam, ở trong nước, ở Việt Nam, ở trường nào, ở trường tổng hợp. Bây giờ nó đào tạo nhân văn ấy. Bác hỏi thế, chú giỏi tiếng Việt như vậy thì chú có đọc nhiều tác phẩm của các nhà văn Việt Nam không? Bảo thưa bác có. Bác hỏi tiếp, thế chú thích nhà văn nào nhất? Bác hỏi thế này chứng tỏ bác đọc rất nhiều chứ. Chú thích nhà văn nhiều nhất, nhà văn nào nhiều nhất? Ông ấy trả lời là thưa bác, trong các nhà văn Việt Nam, cháu thích nhất là phong cách của Nguyễn Tuân. Ta biết Nguyễn Tuân chứ, một bậc thầy về ngôn ngữ đấy. Bác nói ngay, chú thích Nguyễn Tuân thì chứng tỏ chú giỏi thật rồi. Ông Nguyễn Tuân đáo để lắm đấy chú ạ. Ta hiểu cái chữ đáo để của bác, tức là rất sắc sảo, rất giỏi. Chứ có thể nói là bác Hồ rất hiểu văn nghệ sĩ, rất hiểu nhà báo trí thức chúng ta. Các bạn làm nhà báo, dù là báo viết hay báo hình hay báo nói nhé, báo mạng nữa, ta không bao giờ quên một câu của bác như một tuyên ngôn. Thiên chức của nhà báo, sứ mệnh của nhà báo là phò chính trừ tà. Tức là bảo vệ cái tốt, khẳng định cái thiện, cái đẹp. Trừ tức là đấu tranh chống lại cái tà, gian tà, xảo quyệt, độc ác. Bây giờ nó là đang xuyên tạc đảng và nhân dân, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của đảng. Thậm chí nó còn hạ bệ cả thần tượng Hồ Chí Minh của chúng ta cơ. Để ly gián đảng với nhân dân. Thì phò chính trừ tà, đó là sứ mệnh của nhà báo. Một câu thôi mà đủ sức là một thông điệp báo chí. Thì ta học bác ở sự kiện như thế. Một đặc điểm nữa là bác Hồ của chúng ta, trong khi viết nhật ký trong tù đấy, ta đừng quên là còn có cả một tiểu luận lớn về văn hóa. Tiểu luận tức là đặt những trang viết nhưng mà tư tưởng rất lớn về văn hóa. Lúc bây giờ ta chỉ chăm chăm vào việc dịch thơ bác,
Không mấy ai phát hiện ra 5 trang cuối cùng của cuốn sổ tay là cả một công trình về văn hóa. Mãi khi Đảng ta ra nghị quyết về văn hóa, ta mới phát hiện được điều này và mới thấy được Bác Hồ định nghĩa về văn hóa theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Mà Bác nhìn văn hóa đấy, xây dựng nền văn hóa mới đấy, là phải xây dựng đủ cả 5 mặt, cả một hệ thống. Một là xây dựng tâm lý. Tâm lý tức là tự lực tự cường. Thứ hai là luân lý. Luân lý là đạo đức cách mạng trong sáng. Thứ ba là chính trị, thì dân chủ và pháp quyền. Thứ tư là xã hội, lo vấn đề an sinh. Và thứ năm là vấn đề kinh tế. Giải quyết cả 5 lĩnh vực như thế mới đạt đến cái gọi là văn hóa. Ta mới hiểu vì sao Bác nói văn hóa soi đường cho quốc dân đi là thế đấy. Thì những điều này hết sức cần thiết cho chúng ta nghiên cứu về Bác. Các bạn làm truyền hình chắc là không quên được năm nay tại sao ta lại có một cái tuyên truyền cổ động lớn như vậy cho ngành công an. Vì tròn 75 năm, Bác có 6 điều dạy công an trong bức thư. Và tại sao năm nay ta nói rất nhiều về thi đua? Vì năm nay cũng là 75 năm Bác viết lời kêu gọi thi đua ái quốc, đều năm 1948 cả. Cho nên nhiệm vụ của nhà báo chúng ta đấy, các bạn làm sao hiểu thấu được gia tài Hồ Chí Minh bằng cách nắm vững từng tác phẩm, từng sự kiện trong cuộc đời của Bác, thì việc học tập làm theo Bác nó mới thấm thía được. 75 năm Bác có lời dạy công an là thế nào các bạn? Có bạn nào có người nhà làm công an này, hay là chúng ta có cái tiết mục, cái chuyên mục nào về công an trên truyền hình này, thì nên nhớ là Bác dạy cho công an có 51 chữ thôi. 51 chữ trong 6 điều thôi mà thành cả một hệ thống lý luận về công an cách mạng. Với tự mình phải cần kiệm liêm chính, với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, với nhân dân phải kính trọng lễ phép, với công việc phải tận tụy, với địch phải cương quyết khôn khéo. Lời của Bác ấy, không thừa không thiếu một chữ nào. 51 chữ thôi mà thực sự là một hệ thống lý luận về công an cách mạng, với cái triết lý là công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bác nói là công an là bạn của dân. Cái điều đặc biệt cảm động là Bác gửi thư cho công an, trong có đó có 6 điều này, Bác gửi cho ai vậy? Bác gửi cho một người tên là Hoàng Mai. Ông trẻ lắm, có 27 tuổi. 27 tuổi mà làm giám đốc công an của 7 tỉnh liền. Bác bố trí người như thế đấy các bạn. Cả cái khu 12 thời kháng chiến ấy, từ Bắc Giang đến Quảng Ninh, Quảng Yên, gồm 7 tỉnh, mà đứng đầu công an 7 tỉnh này là một người 27 tuổi, Hoàng Mai. Bác gửi qua Hoàng Mai để từ đó truyền đến đội ngũ công an 6 điều dạy, gọi là tư cách của người công an cách mạng. 6 điều này chúng ta nên ghi lòng tạc dạ, thuộc lòng. Không chỉ công an đâu, bây giờ mỗi một đảng viên, mỗi một cán bộ, mỗi một người dân, ai cũng được như vậy thì đất nước vô cùng tốt đẹp. Ta xem nhé. Cần kiệm liêm chính này, đức là gốc. Đối xử với nhau, đồng sự phải thân ái giúp đỡ. Với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Rồi đây, trong cái trào lưu trở thành một nước hiện đại này, nhất là nhà nước pháp quyền, rồi đến lúc nào đó công chức viên chức chúng ta phải quen với cái lễ tuyên thệ. Ngày đầu tiên, giờ đầu tiên trong cuộc đời công chức ấy, là phải làm lễ tuyên thệ. Đặt tay trên hiến pháp thế này này, mà thề trung thành với hiến pháp, trung thành với chính phủ, với nhân dân. Ta có làm không? Ta mới chỉ tổ chức tuyên thệ cho mấy đồng chí cao cấp, tứ trụ triều đình thế thôi. Chứ từng công chức phải làm điều đó. Ta chưa quen, rồi phải quen. Bây giờ chúng ta mở đầu ngày đi làm việc của cuộc đời công chức là toàn đi giao lưu cả, chứ có thể thốt gì đâu con. Rồi sau này phải quen đi. Bác nói tuyệt đối trung thành. Có điều là ở đây Bác không nói đến đảng. Các bạn có hiểu vì sao?
Bởi vì năm 1948, Đảng vẫn rút lui vào bí mật, chưa ra công khai. Năm 51 mới ra công khai, thì không thể nói đến Đảng được, mà bác nói chính phủ, thì thực chất đó là Đảng đấy. Trong hoàn cảnh ấy, Đảng hóa thân vào nhà nước. Bác nói là tuyệt đối trung thành với chính phủ. Trước hết, ta phải hiểu đó là trung thành với Đảng, vì Đảng lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo nhà nước. Cái câu cuối cùng ấy, với địch phải cương quyết khôn khéo. Địch đây là cả ngoại xâm và cả nội xâm nhé. Chứ chống cả giặc trực tiếp bên ngoài, chống cả giặc âm thầm bên trong, mà chống bên trong mới khó, vì con người ta hay dễ tha thứ cho mình lắm. Thì bác mới dặn là nghiêm với mình mà rộng lòng khoan thứ với người là thế. Thì cái sự kiện này rất là cảm động. Ông Hoàng Mai sau này được phong tướng đấy, và là giám đốc Học viện An ninh Quốc gia. Ông thọ được ngoài 80 tuổi mới về với bác. Cái Học viện An ninh Quốc gia ở chỗ Hà Đông ấy, là nơi mà Bác Hồ 8 lần đến thăm ấy. Là nơi mà 3 lần được tặng danh hiệu anh hùng. Bao nhiêu tướng lĩnh ở đây mà ra cả, kể cả tình báo. Thế rồi là ở đây có rất nhiều câu đối của giáo sư Vũ Khiêu, một cái nhà văn hóa nổi tiếng, viết câu đối nổi tiếng tặng cho Học viện An ninh, nơi mà ông Hoàng Mai là giám đốc đầu tiên. Thì cái sự kiện đó nhắc nhở chúng ta không quên nói công an, thực chất là nói toàn dân, toàn đảng. Còn cái sự kiện này mới cảm động này, 75 năm bác có lời kêu gọi thi đua ái quốc. Là nhà báo, các bạn phải nhớ là bác có 2 văn kiện thi đua nhé, không chỉ một đâu. Ta thường tuyên truyền có một cái, không phải đâu. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 48, nhân ngày quốc tế lao động, bác ra lời kêu gọi thi đua yêu nước. Bác dùng chữ yêu nước. Và đến ngày 11 tháng 6 năm 48 thì bác có tiếp văn kiện là thi đua ái quốc. Ái quốc là yêu nước, cũng là yêu nước. Hai văn kiện thi đua này ra đời trong hoàn cảnh rất gần nhau. Ngày quốc tế lao động và ngày 11 tháng 6, ngày ấy cũng là ngày báo chí cách mạng của chúng ta đấy. Bác kêu gọi nông dân thi đua sản xuất, tăng gia trồng trọt để cung cấp lương thực thực phẩm cho bộ đội ăn no đánh thắng trên chiến trường. Thì chỉ việc đó thôi. Mà ta nhớ cái sự kiện là trước khi rời Hà Nội mịt mù trong khói lửa chiến tranh để rút về Việt Bắc căn cứ địa cách mạng, Bác Hồ làm hai cái việc này. Bác cho mời ông Bộ trưởng Tài chính đến gặp và cho mời ông Bộ trưởng Quốc phòng đến gặp. Bộ trưởng Tài chính là ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là ông Võ Nguyên Giáp rồi, dù chưa phong đại tướng. Bác hỏi là chú cho bác biết đến giờ này, tức là trước khi rút khỏi Hà Nội đấy, về Việt Bắc, chú chuẩn bị được bao nhiêu gạo rồi, bao nhiêu dầu hỏa rồi, bao nhiêu muối rồi, bao nhiêu thuốc ký ninh rồi, thuốc chữa sốt rét đấy. Lo cho dân phải lo thiết thực như thế. Và vì vậy bác kêu gọi là nông dân, ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương, sản xuất nhiều lương thực thực phẩm cho chiến trường, cho bộ đội ăn no đánh thắng, tập trung tất cả cho chiến thắng đấy. Thế còn bác hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp lúc đó còn trẻ lắm, mới có 35 tuổi mà là Bộ trưởng Quốc phòng rồi. Thế theo chú tình hình này thì Hà Nội giữ được bao lâu? Bảo thưa bác, ít nhất là 1 tháng, nhiều nhất là 2 tháng. Bác bảo thế là đủ để rút về Việt Bắc. Mà lạ lắm các đồng chí, các đồng chí là nhà báo có suy nghĩ cái điều này không? Căn cứ địa ở Định Hóa Thái Nguyên, nơi bác ký sắc lệnh phong đại tướng là ở Thái Nguyên Định Hóa. Bác tổ chức ở cái đồi Tỉnh Keo đấy, lễ thụ phong đại tướng. Nhưng mà trong văn bản sắc lệnh, trong văn bản sắc lệnh thì vấn đề Hà Nội. Ta thấy có sâu sắc không? Rút về Việt Bắc chỉ là một cuộc rút lui tạm thời thôi. Hà Nội đi vào lịch sử là thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chứ dù tất cả hoạt động ở núi rừng Việt Bắc, vấn đề các trên văn bản là Hà Nội. Đây là trong
trong quan hệ tuyên bố với thế giới về địa vị chính trị pháp lý của nước Việt Nam. Bác tinh tế thế đấy các đồng chí, thì ta phải học bác chỗ này. Và bác luôn luôn căn dặn chúng ta là các chú phải luôn luôn tỉnh táo, chớ mắc mưu kẻ địch. Nhà báo càng phải có cái bản lĩnh đó. Thì ta nhớ là bác có hai lời kêu gọi thi đua. Đến cái khi mà viết thi đua ái quốc ấy, thì viết công phu hơn, tầm vóc lớn hơn. Thi đua là yêu nước phải thi đua, ai thi đua là người yêu nước nhất. Bác nói thế này, là thi đua để giết giặc lập công, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Thi đua để thực hành ba chủ nghĩa mà Tôn Tiên Sinh đã vạch ra. Bác rất ngưỡng mộ Tôn Trung Sơn ấy. Bác chịu ảnh hưởng nhiều từ học thuyết Tôn Trung Sơn đấy. Ông ta là người đưa ra ba cái chủ nghĩa, chúng ta biết cả rồi. Chủ nghĩa dân tộc là độc lập, chủ nghĩa dân quyền là tự do, chủ nghĩa dân sinh là hạnh phúc. Độc lập, tự do, hạnh phúc, ngày nào ta cũng viết cũng nói, nhưng ta ít để ý. Đấy là những giá trị cốt lõi của phát triển, là khát vọng cả đời của Hồ Chí Minh. Độc lập cho dân tộc, tự do cho, độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho đồng bào. Thì thế thôi. Đến bây giờ, Đại hội 13, văn kiện Đảng ghi rõ là hạnh phúc là chỉ số lớn nhất của phát triển. Mọi vấn đề đều quy về hạnh phúc của người dân, tức là chúng ta đây và nhân dân mà chúng ta phục vụ, hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần. Thì bác nói rõ thi đua là như vậy. Sau khi ra văn kiện thi đua, bác nghĩ ngay đến việc bây giờ chọn người, chọn ai làm trưởng ban vận động thi đua. Thì bác mời bác Tôn Đức Thắng, người rất có uy tín, người con của miền Nam, bạn chiến đấu suốt đời của bác, người bác đề nghị tặng huân chương sao vàng, còn riêng bác từ chối đó. Là thế. Bác Tôn sau này còn thay bác làm chủ tịch nước khi bác mất. Cái sự kiện mà chiến tranh biên giới năm 1979 nhé, chính bác Tôn là chủ tịch nước lúc đó ký lệnh tổng động viên toàn bộ thanh niên ra trận đấy. Bác Tôn là như vậy. Thì bác mời bác Tôn làm trưởng ban vận động thi đua. Thế bây giờ mời ai làm tổng thư ký, nhân vật rất là quan trọng, là người trực tiếp điều hành. Thì bác nghĩ ngay đến Hoàng Đạo Thúy, một nhà văn hóa, một người có hiểu biết, lại có trách nhiệm, và cái công việc này cần rất nhiều tháo vát. Bác cho mời đến gặp. Ta học bác về dân chủ nhé. Bác đứng đầu đảng và nhà nước, quyền hành tập trung ở bác, nhưng không bao giờ bác tự ý một mình quyết đâu. Bác phải thăm dò đã. Và bác cần một sự dân chủ, cần một sự đồng thuận, cho nên bác cho gọi Hoàng Đạo Thúy đến gặp. Bác nói thế này này, nếu chú đồng ý ra giúp bác, thì bác sẽ có cách để thương lượng với Bộ Quốc phòng cho chú sang. Vì ông là người của Bộ Quốc phòng mà, ông đang là cục trưởng cục thông tin của Bộ Quốc phòng, lấy người phải thương lượng với người ta chứ. Bác sẽ có cách để thương lượng với Bộ Quốc phòng cho chú sang. Bác dân chủ thế đấy. Tất nhiên là khi bác đặt vấn đề thì ai cũng đồng ý cả thôi, nhưng bác rất dân chủ. Ông Hoàng Đạo Phí xúc động quá đến gặp bác để bác giao việc. Thì không biết là vì xúc động lì lúng túng hay vì cái gì, bỗng nhiên buột miệng hỏi một câu mà sau này cứ tiếc mãi, cứ ân hận mãi. Ai lại hỏi bác thế này, thưa bác, thế bây giờ nên bắt đầu từ đâu? Bác cười, bác bảo, bác mời chú sang làm việc, chú phải nghĩ chứ. Lại hỏi bác bắt đầu từ đâu? Trong cuộc sống ta hay hỏi như thế lắm đấy không nhé? Những câu mở đầu xã giao, nhiều khi cứ tưởng là đúng mà hóa ra là sai cả. Đúng không? Sau này bác nói lại mới giật mình. Bác nói thế này, mà bác lại rất thương cán bộ. Bác không muốn ai lúng túng hay buồn cả. Bác rút ra một cái quạt bác tặng. Và bác tặng chú cái quạt. Thì chưa hiểu ý bác thế nào cả. Cứ hai tay đỡ quạt của bác cho. Cứ nhìn bác. Bác bảo chú mở quạt ra đi. Thế mở quạt ra. Vẫn cứ nhìn bác. Bác bảo chú quạt thật mạnh lên cho bác nè. Thế là ông quạt thật mạnh cái quạt giấy trước mặt bác. Và bác nói to là, vậy chú hãy quạt gió cho phong trào lên. Thế câu trả lời đấy các bạn. Bắt đầu từ đâu mà. Thì bác làm trực quan như vậy.
và khẳng định là vậy, chú ấy quạt gió cho phong trào lên. Chính chúng ta cũng là người quạt gió đấy. Mỗi một nhà báo, nhà tuyên truyền này là người góp vào một cái làn gió cho cuộc sống, để thổi cuộc sống đi lên. Đấy, chính Bác Hồ là người tinh tế như vậy. Bác phân biệt rõ là tiết kiệm không phải là keo kiệt bùn xỉn, mà tiết kiệm là tiêu dùng hợp lý. Việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc, việc không đáng tiêu một xu cũng không chi. Và bác động viên chúng ta là có hai lĩnh vực cần tiêu tiền nhiều nhất. Một là giáo dục, hai là văn hóa tuyên truyền. Tức là nghề chúng ta đây này, đầu tư bao nhiêu cũng không tiếc, miễn là nó minh bạch thôi, đúng không? Nó có ích cho lợi ích công cộng thôi, không tiếc tiền. Riêng ngành giáo dục và ngành tuyên huấn của Đảng đấy, bác còn khuyên mạnh dạn như thế này này: các chú phải chịu khó mà đi nhà thờ để xem cha cố linh mục họ giảng đạo như thế nào mà vào lòng con chiên đến như vậy. Thì các chú cũng phải như vậy khi đi truyền đạo của Đảng. Đấy, ta thấy bác hiểu, hiểu nghề nghiệp, hiểu chúng ta đến như vậy. Còn ông Lenin ấy, ông ấy nói rất rõ là trong việc làm mất tín nhiệm của chủ nghĩa Mác. Tức là ta hiểu sai, làm sai mà, là mất tín nhiệm của chủ nghĩa Mác, thì gây nên tội ác này, những nhà Marxist có môn bài phải gánh phần trách nhiệm. Những nhà Marxist có môn bài, tức là nhà tuyên truyền chúng ta đây này, phải chịu trách nhiệm về tình trạng giáo điều xuyên tạc, làm mất tín nhiệm của chủ nghĩa Mác như vậy. Bác nói như thế này là bác hiểu nghề nghiệp, hiểu con người và hiểu cái nhu cầu của cuộc sống như thế nào. Thế đấy là điều rất là đáng nói. Bác lại còn trực tiếp dự đại hội thi đua cơ. Bác không chỉ viết lý luận đâu, dự trực tiếp đại hội, chỉ đạo trực tiếp đại hội. Hóa ra bác viết cả tiểu sử các anh hùng thi đua đấy. Anh hùng chiến cho bác trực tiếp viết tiểu sử, viết công trạng cho đấy. Có chú đáo thế. Ngô Gia Cảm, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, bác trực tiếp viết tiểu sử cả đấy chứ. Ở Phú Lương, Thái Nguyên là nơi diễn ra đại hội thi đua anh hùng lần thứ nhất của Việt Nam đấy nhé. Cả nước lúc đó có 7 anh hùng thôi. Bác đến dự, bác chỉ đạo hội nghị. Giờ giải lao, các cháu thiếu nhi rồi là các chị em phụ nữ cứ quây quần xung quanh bác, yêu thương bác, hỏi chuyện bác, mà lại toàn hỏi việc riêng cả. Thương bác quá mà. Ai lại chị em phụ nữ hỏi thế này: thưa bác, thế tại sao mãi đến giờ bác không có bác gái? Tức là không có phu nhân, không có vợ đấy. Bác cười, bác bảo bác chưa có bác gái, chứ không phải bác không có bác gái. Bác rất tinh tế về ngôn ngữ nhé. Chưa tức là chưa xảy ra thôi, còn không tức là phủ định hoàn toàn. Bác chưa có bác gái, tức là bác chưa lấy vợ, chứ không phải bác không có bác gái. Thế cơ mà. Ngay cả khi mà cụ Huỳnh Thúc Kháng nhé, bác đi Pháp, bác giao lại quyền chủ tịch nước cho cụ Huỳnh năm 46 đấy. Cụ Huỳnh cảm động quá, tiễn bác đi mà đọc tặng bác hai câu thơ cũng chụp bác lấy vợ cơ mà. 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì có, cụ bà thì không. Nhưng là ông có vợ đấy. Mà đi nước ngoài phải có phu nhân, nhất là các nguyên thủ như thế. Thì bác trả lời cụ thế nào: bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin vâng lời cụ. Nhưng có bao giờ cụ bác lấy vợ đâu. Thế mà ở Pháp, bác gửi thư về cho cụ Huỳnh. Bác nói thế này này: cụ Huỳnh nhớ lắm cụ Huỳnh ơi, nghĩ chẳng ra thơ để trả lời. Giang sơn đất nước cùng nhau gánh, gánh bác đấy. Độc lập xong rồi lấy vợ thôi. Thì đừng hiểu bác là thần thánh nhé. Bác là một con người bằng xương bằng thịt, có niềm vui, có nỗi đau như chính chúng ta. Mà bác lại là người xứ Nghệ nên rất hóm hình. Bác trả lời các cháu gái như vậy là rất đúng. Chưa, chứ không phải là không. Và bác nói đùa một câu này mà phụ nữ cứ tưởng thật này. Bác bảo là bác không có bác gái như cháu nghĩ, thì xét ra cũng không phải khuyết điểm của bác. Đấy là lỗi của hội phụ nữ các cháu đấy. Mấy chị em nhà mình xúc động quá, bảo nhau họp lên họp xuống, mấy hội nghị liền để bàn cái chuyện đi lấy vợ cho bác, mà chưa biết đầu đuôi ra thế nào cả. Đến gặp bác để thăm dò tiêu chuẩn thì chưa hỏi câu nào đã khóc rồi. Thế là không ăn thua. Đấy.
Thế cuối cùng Hội Phụ Nữ Việt Nam ấy, các bà ấy kiên trì lắm. Các bà ấy suy luận là mấy chục vạn hội viên, không nhẽ lại không có bà nào tính đàn ông. Thế nào cũng có, tức là người mạnh mẽ đấy, đi cử đi hỏi bác để thăm dò tiêu chuẩn. Thì cái bà này bà ấy hỏi đúng là thật là đàn ông thật, rất là mạnh mẽ. Bà ấy hỏi đề nghị bác cho biết ngay lập tức đấy, tiêu chuẩn chọn người yêu của bác như thế nào để chúng con còn chuẩn bị. Nhưng mà rất là rành rọt con như thế. Thế bác cười bác bảo cô lại giục bác lấy vợ phải không? Đã không lấy vợ thì thôi, đã lấy vợ hỏi tiêu chuẩn thì bác không giấu, bác chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Ai cũng mừng để bác nói ra, tiêu chuẩn bác không ai chọn được, không tìm được. Bác bảo tìm cho bác một người thật đẹp. Bác là con người mà, lấy vợ phải lấy người đẹp cơ, thật đẹp đã đành rồi. Nhưng bác nhấn mạnh là phải đẹp như tiên ấy, đẹp hơn tiên thì càng tốt. Thế thì lấy đâu ra được? Tức là hóa ra bác đặt một tiêu chuẩn nó không có trong đời, với ý là bác từ chối, đúng không? Các cháu cứ thương bác thì cứ làm việc tốt đi là an ủi bác rồi, còn bác hy sinh cho dân thì bác chịu đựng. Các cháu không học bác chỗ này được đâu, bác nói với thanh niên nam giới đấy, các cháu phải có vợ có con nó mới hợp lẽ tự nhiên, còn với bác là nó trái lẽ tự nhiên, bác hy sinh thôi ta mới càng thấy thương bác. Đấy. Thế đấy là lần thứ nhất bác trả lời nhé. Lần thứ hai các vị là cứ hỏi mãi là nhưng mà biết rằng bác hy sinh cho đồng bào, nhưng mà giả sử bác lấy vợ thì tiêu chuẩn thế nào? Thì lần này bác nói rất thực tế mà cũng không tìm được. Thứ nhất là phải đẹp, đúng quá rồi, phải đẹp, càng đẹp càng tốt nhé. Nhưng thứ hai phải giỏi, phải giúp được bác trong công việc. Thế thì khó lắm không? Giúp được bác trong công việc mà công việc của bác ở tầm như thế thì cũng không tìm được. Đấy. Và cuối đời bác vẫn hoàn toàn cô đơn, một thân một mình. Mà cái chuyện cô đơn này bác ý thức rõ lắm đấy. Tại sao mà bác ngồi dự giờ của ông Lê Duẩn, ông là tổng bí thư mà, ông ấy giảng lý luận, bác còn là chủ tịch đảng còn cao hơn cả tổng bí thư cơ, bác ngồi dự. Ông ấy giảng bài về đoàn kết các ông chứ, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Ông ấy dẫn ra câu thơ này, cái câu ca dao này, thuận vợ, thuận chồng, bể đông tát cạn, thuận bè, thuận bạn, tát cạn, bể đông. Bác đứng lên luôn, bác bảo bác có mỗi một mình bác thì bác biết thuận với ai. Ta thấy không, đúng là một con người. Và bác giải thích là phải có đôi các chú ạ, không có đôi nó lẻ loi lắm. Bác không có đôi thì bác sẽ làm việc bằng hai để bù lại. Cái hoàn cảnh chiến tranh chống Mỹ đấy, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt đấy, yêu xe như con, quý xăng như máu là ra đời trong bối cảnh đó. Bác không có đôi, bác sẽ làm việc bằng hai để bù lại. Nhân đây tôi kể các bạn nghe cái câu chuyện này, các bạn chắc đều biết cả rồi, ta nhớ lại thôi. Ta có nhớ cái sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác không? Ở Hà Nội, cách đây đúng 33 năm. Và những đồng chí đứng tuổi mới dự mới biết được. Trước đây 100 năm sinh của bác, 33 năm về trước, Đảng và Nhà nước ta quyết định làm rất trọng thể, mời rất nhiều khách nước ngoài đến, các giáo sư, tiến sĩ, học giả các nước đến để cùng chúng ta nghiên cứu về bác. Thì trong số khách mời đặc biệt đó có một bà phụ nữ, giáo sư sử học người Mỹ, bà Josephine Stenson. Bà ấy đọc tham luận mà không ai cầm nổi nước mắt. Bà yêu Việt Nam đến thế. Bà ấy nói là tôi đến Việt Nam vì rất yêu mến các bạn, càng yêu mến Bác Hồ của chúng ta, cũng gọi là Bác Hồ nhé, như chúng ta. Tôi chỉ thuộc lớp con cháu của người thôi, tức là như chúng ta thế này, nhưng tôi rất yêu người. Còn nếu như cuộc đời cho tôi may mắn được làm người cùng thời với người thì tôi nhất định phải theo đuổi người đến cùng. Thế cơ mà, người ta nói rất là chân thành và khách quan vậy, mà trí thức nhé. Tôi theo đuổi người đến cùng, tôi yêu người thiết tha, không chỉ vì trái tim mách bảo của người phụ nữ, yêu bằng trái tim, mà còn bằng trí tuệ của một nhà khoa học. Thế tức là rất tỉnh táo, ngưỡng mộ bác về trí tuệ, về tài năng,
và yêu thương Bác từ trái tim của mình. Bà ấy còn giải thích thế này: dù người có từ chối đi nữa, tôi cũng vẫn theo đuổi người đến cùng. Thế cơ mà. Để nói cái ảnh hưởng của Bác lớn lắm. Bao nhiêu phụ nữ nước ngoài yêu thương Bác ấy, Bác từ chối hết. Vì việc dân việc nước, thế mới đủ nghị lực can đảm để dấn thân. Bà nói tiếp là: tôi muốn vào tìm trong nhà sàn của người, cái nơi ở đấy, xem người có của nà riêng tư gì không. Tôi muốn lục tung tất cả lên để xem người có của nà gì không. Thì tôi phải khóc mà nói rằng người không có một chút riêng tư. Hy sinh hết. Cái túi tiền của Bác, tiền tiết kiệm ấy, lúc Bác mất đổ xuống còn có mấy đồng bạc. Cho hết, không còn gì. Nhất là bộ đội, công an, thanh niên, các cụ già thượng thọ, các phụ nữ sinh ba, sinh bốn. Đến mức mà cả một đời làm cách mạng, tiền để lại. Ông Vũ Kỳ giữ cho Bác, đổ xuống báo trước Trung ương còn có mấy đồng bạc. Đấy thôi. Thì bây giờ bà nói thế là đúng, không có một chút riêng tư. Bà cà tả là cái bàn làm việc của vĩ nhân là một chiếc bàn mộc thô sơ. Không ngờ vĩ nhân lại làm việc thô sơ như vậy. Và có một cái ống bơ sữa bò để trên mặt bàn để người cắm bút bi bút chì làm việc. Thì trên đời này không có lãnh tụ nào sống đơn sơ giản dị mà khắc khổ đến như thế để nêu gương. Bà tả cái giường nằm của Bác mà không ai cầm được nước mắt. Hãy nhìn mà tôi khóc, không cầm nổi nước mắt, vì tôi hiểu trên chiếc giường này tuyệt đối không có hơi ấm của phụ nữ. Để ta thấy hết cái sự cô đơn của Bác như thế nào, mà họ hiểu Bác như thế nào, một hiểu sự trong sáng như thế nào, để hy sinh tất cả. Từ đây, nghiên cứu về Bác, học Bác, nhất là học cách viết báo của Bác đấy. Các bạn phải thấm thí được cuộc đời của Bác đấy. Càng hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc càng tốt, hiểu chi tiết ngọn ngành càng tốt. Mà bây giờ mới có điều kiện, chứ trước đây có nói đâu. Nhờ đổi mới này, ta mới nói được chuyện về cô Huệ chứ, người yêu của Bác, chưa có bao giờ nói đâu. Mà ta biết được nhiều điều trong gia đình Bác. Ai lại, ta về thăm quê Bác ở Nam Đàn, Nghệ An, trên tường còn phóng to cả bức thư Bác viết tay gửi cho chú, cho dượng, cho anh. Họ trách Bác là không quan tâm đến quê hương, không chịu lấy vợ để có người thừa kế. Bác nói thế này này: tôi vì dân vì nước, phải đặt việc dân việc nước lên cao hết, cao nhất, lo cho cả nước chứ không lo cho một nơi. Chứ tôi không phải bao giờ là người vô tình vô nghĩa đâu. Một người như Bác mà phải thanh minh như vậy, đau đớn như thế nào. Đấy là đối với người thân trong gia đình. Còn bây giờ nếu ta về thăm quê Bác ấy, Đảng nhà nước khánh thành cho gia đình Bác cả cái nhà thờ gọi đền Trung Sơn, tức là đền trên núi Trung, là cái nhà thờ gia tiên của gia đình nhà Bác ấy. Mồ mà tất cả quy tụ về một nơi hết. Chỉ riêng Bác này ở trong lăng, riêng bố Bác nằm lại cao lãnh, chứ còn tất cả đưa về quê hết. Ta vào thăm để thắp hương, nhất là ngôi mộ của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ sinh thành cho Tổ quốc một người con vĩ đại là Bác. Gia đình Bác có 4 người con, tức là bố mẹ sinh được 4 người con. Bác là thứ 3. Trên Bác, Bác đi tàu biển ở dưới Sài Gòn, chỗ bến Nhà Rồng gọi là Văn Ba là thế. Người miền Nam gọi cho con số mà Văn Ba, Bác là người con thứ 3. Nhưng mà Văn Ba còn có nghĩa là làn sóng văn hóa nữa. Chị gái cả của Bác là bà Thanh, Nguyễn Thị Thanh. Bà Thanh có một cái biệt danh rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên. Liên là hoa sen, Bạch Liên là hoa sen trắng. Bác đón chị, Bác lấy tên là Hồng Liên, là hoa sen hồng cho tương xứng với chị. Anh trai Bác là Nguyễn Sinh Khiêm, gọi là ông cả Khiêm. Lớn lên là Nguyễn Tất Đạt, Bác là Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Sinh Côn, lớn lên được đặt tên là Nguyễn Tất Thành. Bây giờ rất nhiều nơi có trường đại học Nguyễn Tất Thành là thế đấy. Đấy. Thì Khiêm Cung là khiêm tốn, Thành Đạt tức là cho sự nghiệp. Chứ ngày xưa các cụ đặt tên là rất có ý nghĩa cơ.
Bác còn có một người em nhỏ nữa đẻ ở Huế, gọi là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhuận là thêm, nhưng mà không có một giọt sữa nào của mẹ cả. Bác toàn bế em sang hàng xóm để xin em được bú nhờ thôi. Nhà hàng xóm có người sinh, sinh cháu, có sữa. Chứ còn mẹ Loan không có một giọt sữa nào. Giọt sữa của mẹ Loan ấy chỉ có anh bác, chị bác Hường đó. Đến bác là mẹ không còn sữa nữa, đến em lại càng không còn sữa nữa. Chính bà ngoại đỡ đẻ cho con gái mình là mẹ bác, chôn nhau cắt rốn cho bác ở làng Hoàng Chù đó, mớm cơm mớm cháo nuôi bác ấy. Đến bây giờ lại đến lượt bác nuôi em nữa, ở Huế. Thì gia đình bác có 4 người con. May mắn cho chúng ta, bác còn thọ được đến 79 tuổi. Chứ mọi người thân trong gia đình mất sớm lắm. Mẹ bác bà Hoàng Thị Loan thọ có 33 tuổi. Mất đúng dịp Tết, 22 Tết. Mất trong cô độc, không chồng không con bên cạnh. Bác là con thứ thì còn đi mua thuốc chưa về thì mẹ đã chết rồi. Mà bác về mở cửa ra ở Huế đấy. Các bạn vào Huế nhé, nhớ cái đường Mai Thúc Loan nhé, là nơi có cái nhà thờ của mẹ bác đấy, nhỏ, nhà nhỏ đấy này. Thế mà đặc biệt nữa là thế này, bác về mở cửa ra thì mẹ chết. Bác đổ cả cái liễn cơm vừa mua xuống đất, ôm lấy em mà khóc. Mà em thì 4 tháng tuổi có biết cái gì, non nớt quá, cứ bò trên ngực mẹ để tìm sữa cơ. Nguyễn Sinh Xin ấy, em bác, mà nhìn vào khung cửi, cái vuông vải dệt còn đang dệt dở, chưa xong. Bà cố dệt cho xong để có vải may quần áo mới ngày Tết cho con mà không kịp. 33 tuổi đã mất lạnh giá đi. Thế mà không có ai bên cạnh cả. Bố thì còn đi tít tận Thanh Hóa chấm thi, mà mang cả con cả cùng đi. Chị gái thì lại ở trong Nam Đàn để chăm sóc bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Kép đang ốm nặng. Ở Huế có mỗi bác là lớn nhất thì có 10 tuổi đầu. Đau khổ trước cái hai anh em côi cút ấy thì bà con ở vùng quê, ở hàng xóm đấy, làm tang cho bà Loan. Chứ có ai đâu. Mà ta hình dung này, cái cảnh bác kể cho ta nghe là 10 tuổi, bác chít khăn xô, bế em trên tay, theo cái đoàn tang lễ, đi đưa mẹ lên dốc núi Tam Tầng ở Huế để chôn, gọi là núi Tam Tầng. Bây giờ thì hài cốt mẹ Loan đã đưa về quê Nghệ An rồi, nhưng mà cái chỗ an táng ở Huế đấy bây giờ đánh dấu lại, và tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có làm bia kỷ niệm nói rõ là nơi đây là an táng bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ta cố gắng về thăm tất cả các di tích đó nhé. Bác kể là triều đình nó không cho khóc người chết thành tiếng đâu. Khóc giấm dứt ở trong xó bếp ấy, trong gác xếp ấy. Mà không cho chôn trong nội đô, nội thành. Quan tài của bà Loan phải đưa xuống thuyền và đi qua một dòng sông ở Huế, gọi là sông Phổ Lợi. Cập bến rồi thì lại khiêng quan tài lên núi để chôn. Mà bác có 10 tuổi đầu, em bé có 4 tháng tuổi. Tang lễ mẹ xong thì năm hết Tết đến, hai anh em côi cút ôm lấy nhau mà khóc. Bố chưa về, anh chị chưa ra. Bác kể là dỗ em mãi mà em không nín. Bác tủi thân quá, bác khóc theo em trong cái đêm khuya giá lạnh. Thì những cái chuyện ấy là không bao giờ có thể quên được. Trên sau này bác rất thương trẻ em là thế đấy. Bác viết là trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan. Bác làm việc với tư cách là chủ tịch nước ở cái ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang đấy, mà đêm khuya nghe tiếng trẻ giao bánh ban đêm mà bác ái ngại đau xót. Bác đứng dậy mở cửa sổ nhìn xuống đường, đợi cho bóng của em bé nhỏ đi khuất, tiếng giao lụi dần, bác mới quay lại làm việc và bác khóc. Trên tình thương của bác với con người là cái điểm đặc biệt của văn hóa Bác Hồ đấy. Bà Hoàng Thị Loan mẹ bác được 33 tuổi. Còn bà nội còn ít hơn. Bà nội là người phụ nữ đẹp nổi tiếng xứ Nghệ An, cụ Hà Thị Hy đấy, mà được có 32 tuổi đã chết rồi.
bà nội ta về thăm quê bác có cả tấm bia của bà nội này. Trên bia còn ghi rõ là cụ Hà Thị Hy thọ 32 tuổi, bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhá, từng ngôi mộ không? Đặc biệt nữa, anh trai bác ông Cả Khiêm được có 62 tuổi, bác còn được 79 tuổi. Ông Cả Khiêm mất đúng vào cái năm mà bác đi chiến dịch biên giới Việt Bắc, có ghé qua Lạng Sơn của chúng ta đây này. Các anh còn gì có nhớ cả không? Năm 50, ông Cả Khiêm được 62 tuổi. Năm 50, bác 60 tuổi, bác trực tiếp ra chỉ huy chiến dịch biên giới. Cái năm 50 với bác là năm đau đớn. Anh thì chết, không về chịu tang được. Mà trong việc gia đình thì như thế, việc nước, việc dân thì lại ngổn ngang. Năm 50, bác phải bí mật sang Trung Quốc rồi sang Liên Xô đấy chứ, mới tìm được con đường đi xin viện trợ chứ. Năm 50 lại là năm xảy ra một cái điều đau đớn, bác thức trắng đêm vì mất cán bộ. Cái vụ Trần Dụ Châu, đại tá Trần Dụ Châu bị tử hình vì tham nhũng. Thế mà khi tòa án kết tội tử hình thì đại tướng Võ Nguyên Giáp ký lệnh xóa bỏ toàn bộ quân tịch của Trần Dụ Châu. Khi vụ án xảy ra, bác giao đích thân cho thiếu tướng Trần Tử Bình, ông là phó tổng thanh tra quân đội, trực tiếp điều tra vụ án này. Vụ án lớn trong quân đội đầu tiên và phải tử hình, không tha thứ được. Đấy. Năm 50 là như thế. Chị gái bác lại mất vào năm Điện Biên Phủ, năm 54, bà thọ được 70 tuổi, còn bác là 79 tuổi. Bố của bác Hồ mất đúng vào lúc bác đang chuẩn bị thành lập đảng. Năm 1929, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy mất ở Đồng Tháp, Cao Lãnh, cũng mất trong cô độc, không vợ con bên cạnh, không có ai cả, chỉ có dân làng thôi. Cụ từ bỏ hết triều đình, ngũ áo nhà quan, về sống ẩn dật với dân làng. Dân làng nuôi, dân làng làm tang cho, coi cụ là ân nhân. Thì bố bác thọ được 67 tuổi, mất đúng năm 1929. Cái năm này với bác lại càng đau đớn. Vì sao các bạn? Năm này bác bị kết án tử hình. Triều đình Pháp đấy, triều đình và thực dân Pháp kết án tử hình bác Hồ. Vì không điệu bác về Vinh Được để thi hành thì nó ghi là tử hình vắng mặt. Và ngay sau đó đảng ta thành lập thì bác lại bị tù ở Hương Cảng Hồng Kông. Cái vụ án này rất nổi tiếng, luật sư Lưu Sư Bai cứu bác. Bác coi là ân nhân. Chứ trong đời bác có cả án tử hình, có cả chết đi sống lại mấy lần, tức là đan xen giữa huyền thoại và giai thoại là thế. Đấy là bố bác được có 67 tuổi và bác án tử hình đúng cái năm đó. Người yêu của bác cô Lê Thị Huệ bao nhiêu lâu ta không nói, bây giờ mới có điều kiện để nói, thì không còn bác cũng không còn cô Huệ nữa. Bác mất năm 69, mãi 11 năm sau cô Huệ mới mất. Cô mất vào năm 1980. Cô Huệ kém bác Hồ 3 tuổi, mất sau bác 11 năm. Và lúc mất là cô mất trong trạng thái một nhà sư đi tu. Mà cô đi tu chỉ vì nghe tin bác mất, cô đau đớn quá bỏ đi tu. Éo le ở chỗ là không phải bác mất thật, mà đây là cái mất giả báo chí tung lên để nghi binh thực dân thôi. Thì không ngờ đến tai cô Huệ, cô tưởng thật, cô đau đớn quá bỏ đi tu. Cái thời kỳ mà ở Quảng Tây đấy, 42, 43 đấy, cô đã đi tu rồi. Nghe tin bác mất cô đi tu rồi. Sau này hỏi cô vì sao những năm tháng tuổi trẻ cô xinh đẹp như vậy mà cô không lấy chồng, thì cô đứng lên đặt tay lên ngực, đặt vào trái tim này. Mà cô nói lúc đó cô là nhà sư gì ấy. Cô nói là trong tim tôi chỉ có một người thôi, đó là Tất Thành, bác Hồ.
không gặp được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Không ngờ cái điều cô nói nó thành định mệnh. Cô đi chùa thật, cô đi tu, và cô mất trong trạng thái một nhà sư. Ta chỉ biết được một cái chi tiết là cô đi tu ở vùng đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu, tức là quê hương của anh hùng Võ Thị Sáu. Nếu ta vào đấy, ta tìm về cái vùng gọi là núi Thị Vải, chùa Thị Vải, bây giờ đổi tên là thị xã Phước Nghĩa, thì ta sẽ tìm thấy cô đi tu. Chứ còn nấm mộ của cô thì không thấy đâu, không tìm thấy, không biết ở đâu cả. Ta chỉ biết được đến thế thôi, và cũng là quý rồi. Chứ còn nếu ra là không biết một chút gì cả, vì ta cứ thần thánh hóa bác, ta không nghiên cứu. Bây giờ nhân chứng lịch sử đi hết không còn gì nữa, biết được bấy nhiêu là quý lắm, là an ủi chúng ta rồi. Cô Huệ cũng là con nhà quan đấy chứ, có phải tầm thường đâu. Bố cô là Lê Quang Hưng, Lê Quang Hưng. Cụ làm quan ở Bộ Công, kiểu như Bộ Công Thương ấy, tỉnh Bộ Kinh tế đấy. Bố Bác Hồ đấy, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy đấy, làm quan ở Bộ Lễ, tức là Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa. Nhưng cả hai vị quan này đều rất cương trực và thanh liêm, chứ có được lòng triều đình đâu. Nhất là bố bác đấy, vì cụ tuyên bố là dân nô lệ, nước nô lệ, càng làm quan càng nô lệ. Cụ từ chối cụ có làm đâu, làm miễn cưỡng thôi. Nó đẩy cụ vào tít tận Bình Khê, là cái huyện nghèo nhất, xa nhất của Bình Định, làm chi huyện, một cái chức quan nhỏ thế thôi. Cụ thả hết tù chính trị, cụ tha hết những người nghèo lần đầu tiên mắc tội. Nó cho thế là chống lại triều đình, nó gọi vì tận Huế, nó trừng phạt đấy chứ, đánh roi thế này. Mà đau khổ cho bác là lúc bố mình đang giông bão như thế, thì bác lại tìm về Bình Khê, tìm về để chào từ biệt cha, rồi xuống cảng, bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Bố bác không biết điều này, hỏi bác một câu đau đớn là: con về đây mà làm gì, gặp cha mà làm gì nữa, nước mất phải đi tìm nước, nước mất phải đi tìm nước, tìm cha mà làm gì, đời cha đến đây cũng là xong rồi. Bác nhớ mãi cái điều đó nhé. Cho nên các bạn nhớ này, ngày mùng 5 tháng 6 1911, 21 tuổi, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng. Nhưng mà mọi người chỉ biết là bác đi 30 năm. Ít người biết rằng là bác đi một thời gian, bác lại quay lại. Bác lại quay lại Sài Gòn đấy chứ, rồi mới lại đi tiếp đấy chứ. Bác đi trên một chiếc tàu buôn, nó lấy xăng, lấy hàng đón khách, thì bác tranh thủ cái đường tàu biển đó, bác quay lại Sài Gòn. Bác quay về làm gì các bạn? Dành dụm được 15 đồng bạc gửi cho cha. Bố bác chỉ duy nhất có một lần nhận được bác 15 đồng thôi. Còn các cái lần sau gửi qua bưu điện thì thất lạc hết, trả được xu nào. Đấy, bố bác là như thế đấy. Cụ còn trôi giạt về tận Thủ Dầu Một ở Bình Dương cơ, để đi tu. Ngày đêm đọc kinh niệm Phật trong một cái chùa lớn ở Bình Dương ấy. Rồi cuối cùng trôi giạt về Cao Lãnh rồi mất. Và mất trong tình thương của đồng bào thôi, chứ có ai bên cạnh đâu. Đấy. Cô Huệ là người dẫn đường cho chị gái bác là bà Thanh vào tận Cao Lãnh tìm mộ cha đấy chứ. Chính cô kể cho ta nghe ta mới biết đấy chứ. Đặc biệt nữa này, bố Bác Hồ đấy, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy đấy, minh mẫn lạ thường. Trước khi tắt thở mà cụ còn gọi người giúp việc đến. Cụ mấy trong túi ra một cái gói tiền nhỏ dành dụm mấy lâu nay, cụ đưa cho người giúp việc. Cụ nói là: sau khi bà con đã chôn cất cho tôi rồi, anh giúp tôi làm mấy mâm cơm để tạ ơn dân làng. Thì ta xem, cả gia đình bác không ai có hạnh phúc. Và cả gia đình bác, nhất là Bác Hồ đấy, là điển hình của cái đạo đức. Đức là gốc, ăn ở trước sau như một, tình nghĩa vẹn toàn như vậy. Trở lại chuyện cô Huệ. Cô Huệ tiễn bác đi mà cứ khóc. Cô cứ cầm tay bác mà khóc. Cô hỏi một câu là: thế anh ba có dặn em thêm điều gì nữa không? Bác trả lời là: chuyến đi này rất xa, không biết bao giờ mới trở lại. Cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ.
chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên mạnh khỏe rồi sẽ có hạnh phúc. Tức là mối tình vừa mới chớm nở như một nụ hoa đã hy sinh, không ràng buộc gì nhau cả, vì đặt lợi ích tối cao của dân của nước lên trên. Đấy là một sự hy sinh cao thượng, chỉ thấy ở bác và cô Huệ thôi. Nhưng mà cô Huệ lại dặn bác một câu đau đớn thế này, mà vô tình nó lại vận vào đúng đời cô nữa, cả đời bác nữa. Nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Thế cuối cùng thì là cả đời cô Huệ chờ đợi bác, thì cả đời bác nhớ cô Huệ chứ. Trước khi làm lễ xuống tóc theo nhà Phật ấy, cô Huệ cứ cầm chiếc lược mà rưng rưng nước mắt. Cái chiếc lược này là bác tặng đấy chứ, bác tặng cô Huệ trước khi đi đấy. Thì ta thấy đấy là mối tình cao quý, có thể nói thánh thiện, chỉ có vậy thôi, chỉ có trong trái tim thôi, chứ không có trong cuộc đời trần thế đâu, chứ có ở với nhau đâu, có ăn ở với nhau như vợ chồng đâu. Trên cái bà giáo sư Mỹ, bà nói đúng đấy, tuyệt nhiên không có hơi ấm của phụ nữ, cả một đời cô đơn. Thế ta trở lại câu chuyện bác Hồ của chúng ta đấy, có lần trả lời nhà báo nước ngoài, vì họ hỏi bác về cô Huệ, bác trả lời rất thành thật. Họ hỏi bác thế này nhé: tôi xin hỏi chủ tịch, không phải vì tò mò mà vì với tư cách đàn ông với nhau, xin hỏi chủ tịch vì sao chủ tịch không lấy vợ? Đấy là câu thứ nhất. Bác trả lời thế nào? Thuở trẻ, tuổi trẻ còn đi làm cách mạng, và khi cách mạng thành công thì đã già mất rồi, chứ tôi không còn dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, họ nói xin chủ tịch cho biết đôi điều về người bạn, bạn riêng, cô Huệ đấy. Bác trả lời thế nào? Ở trong nước, trước khi rời bến cảng Nhà Rồng, tôi cũng có yêu một người con gái. Người con gái đó cũng rất yêu tôi, nhưng vì việc nước làm trọng mà chúng tôi phải chia tay, không có ràng buộc gì, suốt đời để trong tim thôi. Câu này mới đau đớn này. Chẳng biết đến bây giờ người con gái đó ở đâu, còn sống hay đã chết. Lời của bác đấy. Cô sau này bác biết tin cô Huệ đi tu ở Thị Vải, bác khóc. Người cho bác biết tin cô Huệ đi tu là ai? Chính là ông Ung Văn Khiêm, đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao và trưởng ban đối ngoại Trung ương. Ông Bùi Công Trừng ở trong Trung ương Đảng. Bác hỏi là các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Kể cho bác đi nghe, đừng có giấu bác. Ta thương bác không dám kể. Bác hỏi mãi, ta mới trả lời một câu dè dặt là thưa bác, cô Huệ đi tu từ lâu rồi bác ạ. Thế là bác khóc, bác dằn vặt cả đêm. Ông Vũ Kỳ vào phòng tắt đèn cho bác đêm khuya lắm rồi, bác còn gọi lại cơ mà. Chú vặn lại đài cho bác để bác nghe tin, bác đang ngủ đâu. Chú cứ để bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Để ta thấu hết cái nỗi cô đơn của bác với tư cách là một con người, chứ đừng biến bác thành vĩ nhân, thành thần thánh, dù bác rất vĩ đại. Gần đây có bạn nào để ý nghiên cứu sấm Trạng Trình không? Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ấy, ở Hải Phòng, Vĩnh Bảo Hải Phòng ấy. Ông từ thế kỷ thứ 15 mà ông tiên báo đến tận thế kỷ 20. Bác Hồ là thế kỷ 20 chứ. Nguyễn Bình Khiêm, Trạng Trình là bậc thầy tiên tri về vận mệnh, số vận. Mà tại sao ông viết thế này các bạn? Rất lạ, không giải thích được. Trong sấm Trạng Trình có câu là Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về. Có lạ không? Nguyễn đây là Nguyễn Ái Quốc đấy. Đi là rời bến cảng Nhà Rồng. Ngủ rồi Nguyễn lại về, được giải thích là về cứu nước, bắc bó Cao Bằng. Ở quê bác nó có một cái khe núi gọi là khe Bò Đái. Nếu nó tắt tiếng thì là sinh thanh. Bao giờ Bò Đái thất thanh, Nam Đàn sinh thanh. Thánh đây tức là Bác Hồ. Và bây giờ ở Hưng Yên, khi chúng ta biết rằng chính Hưng Yên mới là quê ngoại đích thực của bác,
thì chúng ta làm nhà thờ cho mẹ Hoàng Thị Loan. Đưa câu đối từ Nam Đàn về thờ ở Hưng Yên. Trong câu đối để thờ đó có mấy câu nào nổi tiếng đây này: Hoàng Vân chính khí truyền thiên cổ, trung cự hùng thanh ức vạn niên, để nói về cái vùng đất địa linh nhân kiệt đó. Và có một câu rất cảm động là thiên thu phúc đức sinh minh thanh, tu dưỡng hàng ngàn năm về đạo đức, để rồi sinh cho đời một người con ở bậc minh thanh. Minh là sáng suốt, thánh là vĩ đại. Minh thánh đây chính là Hồ Chí Minh. Đấy là điều mà chúng ta cũng cần biết. Và những giải thích như vậy là có lý và có căn cứ lịch sử cả, chứ không phải chuyện hư cấu đâu. Thế tóm lại, trong gia đình bác, chúng ta còn may mắn được an ủi là bác sinh được 79 tuổi. Và ta chỉ đau đớn một điều là cả bác và cả cô Huệ đều suốt đời không quên nhau mà cuối cùng vẫn rất cô đơn, rất cô đơn. Đi tu rồi mà có quên bác đâu. Cô Huệ vẫn hỏi thế này nhé: thế các ông có bao giờ nghe thấy cụ Hồ nhắc đến tên tôi không? Có bao giờ nghe thấy cụ Hồ kể về tình yêu không? Đi tu rồi đấy, hỏi như thế này tức là không dứt được, đúng không? Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng không? Chuyện Nguyễn Du, chuyện Nguyễn Kiều. Ta kể cho cô nghe thì cô lại khóc. Cô kể hết cho ta nghe về việc cô đưa chị gái bác vào tận quê Cao Lãnh Đồng Tháp để tìm mộ cha như thế nào. Chuyện mẹ bác còn vất vả trầm luân lắm. Ai lại mất 21 năm mới bốc mộ? 1901 thì mất, mà 21 năm sau là 1922 mới được bốc mộ. Chị gái là bà Thanh bốc mộ cho mẹ, em trai là bác làm dỗ mẹ ở Paris. 21 năm thì còn gì nữa, chỉ còn những cái mẩu xương vụn này cứ mò trong cái quan tài, rửa trong một chiếc chậu nước lá thơm này, gói lại trong một miếng lụa đỏ đeo trên vai đưa về quê. Mà 400 cây số đường rừng thì đi thế nào được. Bà Thanh phải ngủ trọ lại ban đêm. Nhà trọ họ không đồng ý để hài cốt trong nhà. Bà khóc tức tưởi đi ra vườn tìm dưới bụi chuối để cái gói hài cốt của mẹ xuống, để sáng hôm sau lại tìm đưa mẹ về quê. Bà cứ lẩm nhẩm là mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con được mang mẹ về quê an toàn. Về đến nơi lại chôn ngay ở vườn quê nội làng Sen. Lại đợi 20 năm nữa, ông Cả Khiêm mới lại đưa từ hài cốt làng Sen lên núi Đại Huệ để chôn chính thức. Tức là từ lúc mất đến khi được an táng chính thức lần cuối cùng là mấy chục năm. Đấy là mẹ bác. Bác cũng thế chứ. Bác mất ở thủ đô Hà Nội 9 giờ 47 phút sáng mùng 2 tháng 9. Trái tim bác ngừng đập. Tổ chức một tuần lễ quốc tang xong thì thi hài bác đưa về Đá Trông. Từ Đá Trông lại đưa bác vào lăng, thì toàn bộ cái chặng đó bác Hồ 6 lần di chuyển thi hài, toàn ban đêm. Đường đi khó khăn như thế chứ không phải đâu, nhưng mà giữ được bác như thế là một kỳ tích đấy. Bây giờ bác yên nghỉ trong lăng. Thì bao nhiêu câu chuyện như vậy cần nhắc để chúng ta biết. Chỉ có điều là lúc bà Thanh bốc mộ cho mẹ thì bác, em gái của chị này, đã trở thành lãnh tụ Đảng Cộng sản Pháp rồi. Nó có 30 tuổi. Còn khi ông Cả Khiêm chôn mẹ chính thức trên dãy núi Đại Huệ thì bác cũng bắt đầu lấy tên là Hồ Chí Minh rồi. Những cái sự kiện trùng là hợp ấy đấy, để nhắc chúng ta cả một cuộc đời thiêng liêng của bác. Một cái chi tiết nữa chúng ta cũng đừng quên. Trong gia đình bác, cái gọi là không ai có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng cả đấy, được nói rất rõ trong chuyến thăm của bà Thanh với bác, ông Cả Khiêm với bác. Bà Thanh lặn lội từ trong quê Nghệ An ra Hà Nội thăm em, biết đích thân là em mình là chủ tịch nước, mà chỉ có bà tin thôi, mọi người không tin đâu. Vì bác để dâu hòm hem như vậy, hốc hác như vậy, từ Tân Trào Tuyên Quang về chưa dứt cơn sốt. Trên ảnh thì già nua như vậy chứ không ai tin.
Giọng đọc thì sang sảng như vậy, ai cũng tin. Chỉ riêng bà Thanh khẳng định 10-10 là Nguyễn Tất Thành bây giờ là chủ tịch nước. Bà ra thăm, bà ôm lấy em mà khóc, mấy chục năm xa cách. Bỗng nhiên bà Thanh làm một cử chỉ rất lạ các bạn. Bà lại lật tay bác ra bà xem. Càng xem càng khóc, nước mắt cứ đầm đìa trên vai áo bác. Bà nói là đúng là em trai tôi thật rồi. Vì bà kiểm tra lại cho nó chính xác, bà phát hiện đúng cái vết sẹo dưới tai bác. Thời thơ ấu đi câu cá, cái lưỡi câu nó mắc vào vẫn còn sẹo cả. Đúng là em trai tôi rồi. Thì bà khóc. Bà hỏi bác là việc riêng của cậu đến đâu rồi? Chị gái của em trai bằng cậu mà. Bác trả lời là em không còn thời gian nữa, muộn mất rồi, nhỡ nhàng rồi, 55, 56 tuổi rồi. Bây giờ 2 triệu đồng bào chết đói, không cầm lòng được, chỉ còn lo cho dân, cho nước thôi. Cho nên là nước độc lập thì dân không được chết đói. Và bác kêu gọi các bộ trưởng ủng hộ bác cùng nhịn ăn 10 ngày một bữa để lấy gạo nuôi dân. Các bạn đã từng xem cái tấm ảnh bác Hồ bỏ cái bơ gạo của mình vào cái hũ gạo cứu quốc không? Trong cái tuần lễ kêu gọi nhịn đói cho dân đấy, mà rơi nước mắt hàng triệu người đấy. Đích thân chủ tịch bỏ cái nắm gạo riêng của mình vào cái hũ gạo cứu đói, chống đói. Bác dặn thanh niên là các cháu cố mà nhịn, 10 ngày mới nhịn một bữa không chết được đâu. Nhưng mà dân chỉ có bữa cơm bữa cháo, bác cũng nhịn. Còn nếu đến ngày quy định nhịn ăn mà bác có việc phải tiếp khách thì bác sẽ chủ động nhịn bù vào hôm sau. Thì không có nơi nào, không có vị chủ tịch nước nào mà lại thương dân đến như thế cả. Thế là lời bác với bà Thanh. Buổi gặp gỡ hai chị em dội vàng ngắn ngủi lắm. Và bà Thanh về quê. Có ngờ đâu đấy là lần thăm duy nhất mà cũng là lần cuối cùng. Từ sau đó không gặp lại. Và bà Thanh mất đúng năm Điện Biên Phủ. Ông Cả Khiêm ra thăm bác cũng vội vội vàng vàng như thế. Mà ông không được cho cảnh vệ, không cho vào đâu nhé. Vì không biết ông là ai cả. Mặc bộ quần áo nâu, tay đeo, vai đeo cái tay nải. Trong đó có mấy cái quả cam xã đoài mang ra biếu bác. Nên cảnh vệ giữ lại không cho vào. Ông mới bảo thế nào? Thế các chú cho tôi xin một mẩu giấy, cho tôi mượn cái bút. Ông viết ngoạch ngoạc mấy chữ này này: Khiêm ra thăm cung, Đạt ra thăm thành. Thế là tín hiệu đấy nhé. Và ông bảo là các chú vào đưa cho cụ chủ tịch nước cái thư này. Vào đưa do thì bác khóc. Bác bảo đúng anh bác rồi. Và ra đón bác anh vào để bác tiếp. Sau khi bác trả lời nhà báo xong, hai anh em trò chuyện thân mật lắm. Anh em trai mà. Ông Cả Khiêm lấy mấy quả cam xã đoài gọi là quà quê gửi biếu bác. Bác mời ông Cả Khiêm hút thuốc lá mà ông từ chối. Ông bảo thuốc này nhẹ lắm và thuốc thơm để chú hút và tiếp khách. Anh hút thuốc này nó nặng, nó quen rồi. Thuốc cẩm lệ không? Ông hỏi bác một câu là thế bao giờ chú định về quê? Anh biết chú rất bận nhưng cố thu xếp về lấy một lần cũng được. Bác hứa với anh là sẽ về, nhất định sẽ về. Bác về được 2 lần cơ, chứ không chỉ 1 lần đâu. Thì anh không còn, chị không còn nữa. Cái việc bác về quê có 2 lần thôi, nhưng bù lại hàng nghìn bức thư bác gửi cho quê nhà Nghệ An. Đấy là tấm lòng của bác. Còn bác đi các nơi khác rất nhiều là vì thế đấy. Bác tinh tế lắm. Bác cũng không muốn để hiểu lầm là một người làm quan cả họ được nhờ đâu. Bác tránh đấy. Ở đâu cũng là quê hương, lo cho tất cả mọi người chứ không riêng gì quê mình. Trong khi bác đề nghị Thanh Hóa phải thành tỉnh kiểu mẫu để cho cả nước noi theo, thì bác về quê bác chỉ mong quê nhà là một tỉnh khá mà thôi. Thế cơ mà, bác rất là khiêm nhường như vậy. Đặc biệt nữa, bác cũng thẳng thắn phê bình cả quê hương. Về cái việc gì các bạn? Một là vay tiền ngân hàng mà không chịu trả. Một thời như thế mà không chứ.
Thì bác nói là không trả cho ngân hàng thì ngân hàng lấy đâu ra tiền cho tỉnh khác vay. Bác phê bình Nghệ An quê bác, phê bình cả Thanh Hóa, cứ vay tiền ngân hàng mà không chịu trả. Đấy là một lỗi nhé. Lỗi thứ hai này là ăn ít lạc thôi. Để xuất khẩu mà lấy gang thép mà làm công nghiệp. Các bạn về quê bác nó có cái món kẹo gọi là kẹo cu đơ. Đấy. Nó bảo tốn lạc lắm, để lạc mà xuất khẩu. Bác viết cả một bài báo nhé, là đổi lạc lấy gang thép. Bác tự tay đánh máy lấy, thì chẳng may bác mắc một cái sơ suất nhỏ. Bác quên cái dấu phẩy, chứ nó sai hẳn nghĩa đi. Lẽ ra là một tấn lạc đổi được một tấn rưỡi gang, thì vì không có dấu phẩy, bây giờ thành ra một tấn lạc bằng 15 tấn gang thôi. Thế mà báo ra từ sáng sớm bác đọc bác giật mình. Bác bảo đây là lỗi của bác. Bác công nhận là khuyết điểm của bác, một việc làm không nghiêm túc. Bác xin phép được xin lỗi độc giả, đề nghị báo đăng lời đính chính ngay. Các bạn làm báo thì đều biết nhé, sai là phải đính chính ngay, đúng không? Bác là thế đấy. Bác còn nói thế này này, bác có lỗi thì bác nhận lỗi, nhưng các chú cũng có lỗi. Tại sao các chú không đọc lại cho bác, cứ thế mà đưa đi in? Không ai phát hiện ra vô lý đó hay sao? Làm gì có chuyện một tấn lạc mà 15 tấn gang, có một tấn rưỡi gang thôi. Đấy, bác nói như vậy. Chứ phải làm việc nghiêm túc, đây là khuyết điểm của bác xin lỗi. Và bác nói tiếp câu này này, bác rất là hóm hình. Bác có lỗi thì bác nhận lỗi, nhưng xét ra bác cũng có cả thành tích, có cả ưu điểm, vì biết phát hiện lỗi để quyết tâm sửa. Hai nữa chứng tỏ bác là người thật thà, không nói dối. Đấy, ta học bác nhé, từ cái việc nhỏ đó trở đi. Thì trong gia đình bác chỉ có bác là được còn 79 tuổi, ai cũng mất sớm cả. Có một cái chi tiết này cũng cần nói. Em nhỏ của bác lúc chết là tang thương lắm, có 4 tháng tuổi rồi mà, chết ngay trên cánh tay của bác. Thì tháo kính cửa lấy miếng gỗ, đóng cái áo quan nhỏ xíu, lót em trong một tấm áo rách đưa đi chôn. Trên quê bác bây giờ đủ hết các nấm mộ nhé. Riêng nấm mộ của em trai bác ghi thế này này: Nguyễn Sinh Nhuận, tức Nguyễn Sinh Xin, 4 tháng tuổi, em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế là mất từ năm 1901 cơ mà, đúng không? Nếu bây giờ về thăm người ta gọi là cụ Xin, không phải là em bé Xin nữa, đúng không? Hàng trăm năm là như vậy. Thì ta mới hiểu được gia cảnh cuộc đời của bác là như thế. Một người tất cả chỉ vì nước, vì dân, không có tình riêng, không có cuộc sống riêng tư như chúng ta. Chính vì cuộc sống như thế, cho nên bác dành tất cả tình thương yêu cho dân, cho nước. Bác nói thẳng, không có điều kiện lo cho gia đình nhỏ, thì lo cho gia đình lớn, tức là cả dân tộc Việt Nam. Và bác coi đó là gia đình của chính mình. Bức thư mà bác gửi chia buồn cho cụ Vũ Đình Tụng là một ví dụ. Các đồng chí biết cả Vũ Đình Tụng là bác sĩ, là Bộ trưởng Bộ Lao động Cứu tế Xã hội, nhưng mà gốc là bác sĩ, mà lại bác sĩ phẫu thuật nữa, xem mổ xẻ đấy. Mà cách mạng thành công, toàn quốc kháng chiến nổ ra nhé, thiếu bệnh viện, thiếu nhà thương, thiếu bác sĩ, bệnh binh thương binh nhiều lắm. Ta phải huy động cả bác sĩ Vũ Đình Tụng đi mổ trong bệnh viện Bạch Mai, mà mổ mệt lả người như vậy suốt ngày đêm, mổ cho chính con mình mà không biết. Đến khi mà người thanh niên không sống được, ngước mắt nhìn cha vì nhận ra cha, thì người cha mới kịp nhận ra con. Và nước mắt đẫm trên ngực áo của con đầy máu. Tin đó báo ngay về cho bác. Bác có thư chia buồn ngay. Bức thư này chúng ta là nhà báo rất đáng học bác. Bác không viết bằng ngôn ngữ hành chính khô khan đâu. Viết từ trái tim của bác, để đủ sức truyền dẫn đến một trái tim khác. Viết như thế là viết bằng cả tình thương yêu, không dễ đâu. Phải rất chân thành mới viết được. Bác đề là kính gửi Ngài Vũ Đình Tụng.
Bộ trưởng Bộ Lao động Cứu tế Xã hội. Thưa ngài, tôi được tổ chức báo tin con trai ngài đã hy sinh oanh liệt vì Tổ quốc. Tôi rất lấy làm đau đớn, tức là chia buồn đấy. Ngài biết rằng tôi không có gia đình riêng, không có vợ có con, nhưng nam nữ thanh niên nước ta đều là con cháu của tôi cả. Ngài mất đi một người con, còn tôi thì đứt một đoạn ruột. Viết được những câu như thế là bằng cả trái tim, chứ đâu phải chỉ có trình độ tri thức đâu các chị. Tôi đứt một đoạn ruột, tôi mong ngài nén đau thương để tiếp tục làm việc cho chính phủ, và cũng để cho cháu, linh hồn cháu ở trên trời được vĩnh hằng. Thì có thể nói là viết bằng cả tấm lòng, và như thế hết sức được lòng dân, đủ sức an ủi một người cha đau khổ, lại động viên được tất cả toàn dân đánh giặc. Có cái chính phủ nào như Hồ Chí Minh mà vừa đọc tuyên ngôn độc lập xong đã thông báo tiếp dân chưa? Các bạn làm nhà báo nhé, nhất là những cái vụ đi điều tra phóng sự để viết về các chuyện chống tiêu cực này, để cổ vũ tấm gương người tốt việc tốt này, thì học bác về phong cách đối với dân. Chính phủ tiếp dân ngay từ đầu, ngay sau khi đọc tuyên ngôn độc lập. Nguyên văn bức thư bác viết thế này: tôi chính thức thông báo để toàn thể đồng bào quốc dân nước ta được biết, kể từ ngày hôm nay, chính phủ do tôi đứng đầu bắt đầu tiếp dân. Đấy. Xin đồng bào đăng ký trước để chúng tôi tiện sắp lịch cho đồng bào đỡ mất công chờ đợi. Tôn trọng dân thế không? Và xin đồng bào nhớ cho mỗi đoàn tôi tiếp không quá 10 người. Lấy đâu ra phòng là hội trường mà tiếp? Cái gì cũng thiếu thốn mà, 10 người thôi. Mỗi đoàn tiếp không quá 1 giờ, vì tôi muốn được nghe ý kiến của nhiều đoàn, nhiều đồng bào khác hơn. Đấy. Lãnh đạo đứng đầu chính phủ viết dân chủ như thế. Bác lại còn kèm theo cả một cái danh mục những đối tượng nào tiếp. Thì bác ghi ngay này: các bạn Tàu, tức là Hoa Kiều đấy các anh, các bạn Tàu Trung Quốc, rồi là thương gia, nhà buôn, kỹ sư, công nhân, nông dân, trí thức, phụ lão, phụ nữ, em bé, thiếu nhi, nhà báo, kể cả người nước ngoài, kể cả tôn giáo, linh mục, chức sắc. Thế là không sót một đối tượng nào. Đấy. Thì không có một chính phủ nước nào mà lại có thể tôn trọng dân đến như thế. Đấy là Bác Hồ của chúng ta. Hồ Chí Minh lại còn viết ngay một cái bức thư thông báo cho đồng bào một quyết định trọng đại của Bác này. Cái quyết định là các bạn nên biết, nhất là cái dịp 27 tháng 7 ấy, ta phải tuyên truyền cái ngày này. Bác thông báo một quyết định riêng của Bác cho toàn dân biết. Bác viết là gửi quốc dân đồng bào trong nước, để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì nước, để biết ơn những gia đình có công với nước, tôi chính thức thông báo để đồng bào cả nước biết, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ nhận tất cả con liệt sĩ là con tôi. Bác Hồ này, một người đàn ông 56 tuổi, không vợ, không con, nhận tất cả con liệt sĩ trong nước là con mình, thì đây là điều hiếm có trên thế giới. Không chỉ nói đâu, bác làm cơ. Bác yêu cầu chuyển tất cả lương của bác sang cho cái quỹ bảo trợ, để góp thêm vào phần quà cho các cháu, để nuôi dạy các cháu nên người. Bao nhiêu quà tặng của các nơi, những lụa này, những vải vóc này, những tấm khăn mùi xoa này, chị em phụ nữ tặng, bác tặng lại hết, thậm chí bán đấu giá để có tiền nuôi các cháu. Trong thư bác nói thế này: vậy nhận được thư này, chính quyền các cấp từ làng, huyện, tỉnh đến trung ương lập tức phải làm tờ trình, tự báo cáo đấy, gửi lên cấp trên kiểm soát lại đúng hay sai, đóng dấu lại, gửi ngay về văn phòng cho tôi ở Hà Nội để thực hiện ngay. Chủ tịch nước làm điều đó, coi tất cả con liệt sĩ là con mình. Thì đây là một điều hiếm có trong lịch sử, đầy cao thượng. Bây giờ đảng ta đang chuẩn bị ra chiến lược về nhân tài, vì không có người tài giỏi, không phát triển được đâu.
thì ta hãy nhớ đến lời Bác này. Đứng đầu chính phủ mà Bác kêu gọi nhân dân giúp chính phủ bằng cách tìm nhân tài. Bác gửi đồng bào cả nước. Kháng chiến kiến quốc cần rất nhiều nhân tài. Nhân tài chỉ có thiếu chứ không bao giờ là đủ là thừa cả. Nhưng nếu khéo dùng nhân tài thì nhân tài sẽ phát triển thêm. Vậy đồng bào thấy ở đâu có người tài giỏi thì xin mách bảo với chính phủ để chính phủ trọng dụng. Dựa vào dân để nhờ dân tìm người tài thì đó chính là phong cách của Hồ Chí Minh. Ta nghiên cứu về Bác, các bạn đừng quên là Bác có một cái biệt tài dùng người tài. Phải tài lắm thì mới dùng được người tài. Hai nữa là phải có tấm lòng bao dung độ lượng, nhân từ bác ái thì mới quy tụ được mọi tấm lòng chứ. Bác là như vậy. Bác dùng người ngoài đảng vào các công việc trọng đại. Chỗ này đảng ta bây giờ đang học Bác đây. Đến chủ tịch nước thay Bác cũng là người ngoài đảng cơ mà. Cứ có máy móc là đảng viên đâu. Bộ trưởng trong chính phủ của Bác hầu hết không đảng viên. Trên các đồng chí đọc các tác phẩm của Bác nhé, sẽ thấy điều này. Bác không xưng hô đồng chí đâu. Đồng chí là từ xưng hô trong đảng với nhau. Bác ghi là gửi các ngài, các vị, các cụ và các chú. Thế thôi, không đồng chí vì ông đảng viên. Bộ trưởng trong chính phủ của Bác năm 45 ấy, hầu hết không đảng viên. Điển hình nhất là Bác dùng cả hai anh em ruột ngoài đảng vào hai cương vị lớn, bộ trưởng và thứ trưởng. Đấy là trường hợp ông Nguyễn Văn Huyên ấy. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, bộ trưởng Bộ Giáo dục, mà hóa ra đây là bộ trưởng lâu năm nhất trong lịch sử nền giáo dục. Rất có công mà không đảng viên. 30 tuổi đã là tiến sĩ ở Pháp về, danh giá lắm chứ. Làm bộ trưởng giáo dục. Em là luật sư Nguyễn Văn Hưởng, rất giỏi về hiến pháp và luật pháp, rất có công trong soạn thảo hiến pháp. Trên Bác bố trí làm thứ trưởng tư pháp. Anh là bộ trưởng giáo dục, em thứ trưởng tư pháp mà đều không đảng viên. Bây giờ chúng ta cố gắng phấn đấu để phát triển đảng, nhưng mà cũng nên sử dụng người ngoài đảng cho linh hoạt theo tấm gương của Bác. Họp chính phủ mà Bác giới thiệu trước đông đảo mọi người, toàn người có trình độ cao cả, Bác giới thiệu trang trọng thế này các bạn này, rất gần với Lenin nhé. Bác chỉ vào giáo sư Nguyễn Văn Huyên, vào luật sư Nguyễn Văn Hưởng, hai nhân ruột. Bác nói là đây là những đồng chí cộng sản ngoài đảng. Những đồng chí cộng sản mà lại ngoài đảng thì đủ hiểu cái tư duy của Bác độc đáo thế nào, khoáng đạt thế nào, mà sâu sắc để biểu đạt một cái thông điệp là dùng người tài giỏi, có đức, có tài thực sự. Đấy là Hồ Chí Minh. Các đồng chí có nghe chuyện tướng Nguyễn Bình không? Trung tướng Nguyễn Bình, nhân vật số 2 chỉ sau đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thời bây giờ không có thượng tướng đâu. Bác phong một lúc 11 tướng, năm 48 ở Việt Bắc ấy. Một đại tướng là Võ Nguyên Giáp, một trung tướng là nhân vật số 2 phải là Nguyễn Bình, và dưới đó là 9 thiếu tướng. Giỏi như Nguyễn Sơn cũng thiếu tướng thôi. Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình cũng chỉ thiếu tướng thôi. Nhưng mà Nguyễn Bình phải là trung tướng, Võ Nguyên Giáp càng phải là đại tướng. Đấy là cách phong độc đáo của Bác, mà đúng người, đúng đức, đúng tài. Đến mức mà nhà báo nước ngoài nó phỏng vấn Bác đầy đầy là ẩn ý, sách mé. Chủ tịch vui lòng cho biết nguyên tắc nào mà chủ tịch phong tướng cho ông Giáp. Nó chê mình là du kích mà, trong rừng núi. Bác biết ngay. Bác bảo nguyên tắc của tôi rất đơn giản, thắng cấp nào tôi phong cấp đó. Có thế thôi. Thắng tướng phong tướng, thắng tá phong tá. Ông Giáp phải phong vài lần đại tướng mới xứng đáng. Tôi phong có một lần thôi, nhưng phải phong cao nhất. 37 tuổi là đại tướng, 103 tuổi vẫn là đại tướng, thì không còn lo nào cao hơn. Đấy là Bác Hồ phong Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Bình là số 2. Nguyễn Bình là quê Hưng Yên các bạn. Nguyễn Văn Linh cũng là Hưng Yên, quê ngoại Bác cũng là Hưng Yên. Đúng là một mảnh đất địa linh nhân kiệt, bao nhiêu nhân tài. Nguyễn Bình chỉ còn có một mắt thôi.
trên lúc phong tướng gọi là độc nhãn tướng quân, tướng một mắt. Còn nhân dân thì cho thêm chữ thần là độc thần nhãn tướng quân, vì giỏi lắm, tư chất quân sự như trời cho, năng khiếu thiên bẩm. 17 tuổi đã vội gia nhập Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thế mới đau khổ. Ông ấy tưởng nhầm, ông ấy tưởng đấy là cách mạng ông vào. Việt Nam Quốc Dân Đảng, cái đảng phiêu lưu, chỉ mong ám sát cá nhân, không thành công thành nhân, Nguyễn Thái Học. Vào rồi Nguyễn Bình mới biết là nhầm. Ông vội vàng rút ra ngay. Thì nó trả thù rất là tàn bạo, nó cho người đuổi theo bắt về, nó khoét cả cái mắt trái. Đau đớn về thể xác, nhưng mà dằn vặt về tinh thần. Vì đã chót vào Việt Nam Quốc Dân Đảng rồi, bây giờ muốn thành cộng sản thì phải thử thách. Thử thách dòng dã 17 năm liền, đi tù Côn Đảo từ năm 30, mà năm 47 mới kết nạp đảng, mất 17 năm. Thế mà năm 45, bác đã cử đi Nam Bộ rồi. Năm 45 toàn quốc kháng chiến, à Nam Bộ kháng chiến nhé. Thế là cử đi Nam Bộ. Bác cho gọi từ Đông Triều về, ông là đang tư lệnh ở Đông Triều. Bác bảo chú đi vào ngay cho bác, vào Nam đấy, Nam Tiến đấy. Chú lên đường ngay cho bác. Việc nước sôi lửa bỏng lắm rồi. Bác giao cả miền Nam cho chú. Ta học bác về cái đức tính dùng người nhé. Dùng đúng người tài đức mà đã chọn rồi thì cả quyết dùng và dùng ngay. Giao cả miền Nam cho chú. Nguyễn Bình xúc động quá, lại thấy bác tiễn đi ân cần như thế. Thế là chân thành báo cáo bác là: thưa bác, đến giờ này cháu vẫn chưa phải đảng viên, chưa được kết nạp, liệu có xứng đáng với bác không? Bác nói ngay: bác đem cả tên bác ra để đánh giá về Nguyễn Bình thì đủ hiểu bác yêu quý Nguyễn Bình như thế nào nhé. Bác biết chú chưa đảng viên gì, đảng chưa kết nạp chú thôi. Chứ còn chú là ái quốc và ái dân, bác biết. Bác đem cả tên mình ra để đánh giá Nguyễn Bình đấy chứ. Chú là ái quốc và ái dân, bác biết. Bác mới giao việc lớn như vậy cho chú. Bác tin chú đi ngay, giúp dân ổn định trật tự, tình hình, rồi đánh giặc, giữ độc lập tự do. Vì Nam Bộ bây giờ là đang thời kỳ cát cứ chia năm xẻ bảy, đầu gấu giang hồ hào hán, rồi các đảng phái phản động nó mọc lên như nấm vậy. Phải có Nguyễn Bình mới trị được. Bác hiểu Nguyễn Bình ở cốt cách lãng tử, hào hiệp, có cái gì đó hơi giang hồ nữa, thì mới trị được bọn kia. Bác dùng đúng người như vậy. Thế là Nguyễn Bình xúc động quá lên đường lập công xuất sắc. Đến gần năm 1951, tức là ông đã được trở thành đảng viên năm 48 rồi, năm 47 rồi, năm 48 bác phong trung tướng rồi, thì năm 51 đảng lại gọi về Việt Bắc. Trung ương gọi về Việt Bắc với ý là để bố trí một nhiệm vụ lớn đấy. Trong bối cảnh đại hội 2, chẳng may cho Nguyễn Bình, trên đường từ Nam Bộ ra Bắc, qua đất Campuchia địch nó bắn chết. Mà lúc đó có 43 tuổi, có mấy tuổi đảng, có mấy tuổi tướng đâu. Mà phải đợi mất 50 năm sau, đến năm 2001 mới tìm được hài cốt trên đất bạn Campuchia. Ta tổ chức an táng trọng thể tại thành phố Hồ Chí Minh. Nó cũng giống như nghi thức mai dịch ở Hà Nội, nghi thức quốc gia đấy. Trước giờ an táng thì nó xảy ra một sự kiện. Bà vợ của Nguyễn Bình đến gặp ban tổ chức, phu nhân trung tướng. Bà ấy đề nghị cho kiểm tra, vì bà ấy rất sợ có sự nhầm lẫn. 50 năm rồi còn gì nữa, một nắm đất cũng quý rồi, nhưng mà liệu có đúng là của Nguyễn Bình không? Thì ta phải làm ngay theo nguyện vọng của bà. Vì bà ấy giải thích thế này thì không ai tin, không ai không khóc cả này. Chồng tôi chỉ còn có một mắt thôi. Lúc tiễn chồng tôi vào Nam theo lệnh Bác Hồ, tôi phải lắp cho chồng tôi một chiếc mắt già. Thể xác thì tan rữa hết, nhưng cái vật thể đó không phân hủy được, nó phải còn cơ. Tôi biết tin là chồng tôi. Và tôi cũng còn nhớ là tôi còn đính cho chồng tôi một chiếc khuy áo bằng kim loại ở ngực này. Thể xác thì không còn bao nhiêu,
Nhưng mà cái vật thể ấy nó không không phân hủy được. Nó phải còn tôi mới tin là chồng tôi. Cho nên tôi xin được kiểm tra lại. Ta nghe ngay chứ cầm chứ. Ta mới cho mở cái tiểu sành ra. Tìm. Trong cái giờ phút ấy Bác Hồ phù hộ linh thiêng thế nào mà tìm thấy ngay. Cả cái vật thể là cái mắt giả này. Cả cái khuy áo nó xém xám xịt lại rồi. Tất cả òa lên khóc và tổ chức an táng trọng thể Trung tướng Nguyễn Bình. Nhưng các đồng chí có vào công tác miền Nam đấy, đến nghĩa trang thành phố thì có mộ của Tố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và mộ của Trung tướng Nguyễn Bình đặt ở đấy. Những cái con người xuất sắc của học trò của Bác Hồ cả đấy. Thì ta mới càng hiểu thêm được là Bác dùng người như thế nào, dùng cán bộ như thế nào, nhất là người không đảng đầy bản lĩnh. Nhưng mặt khác, Bác chữa lỗi những thói hư tật xấu cũng rất hiệu quả. Nên nó có cả hai mặt nữa, dùng người giỏi, người tốt và giáo dục uốn nắn xử lý những kẻ xấu mà đâu vào đấy. Bác viết cả một cái bản quốc lệnh, các đồng chí làm tuyên truyền thì đều rõ cả năm 47, 46 đấy. 10 điều thưởng rất lớn cho người có công, 10 điều phạt rất nặng cho kẻ có tội. Việt gian phản quốc tham ô lãng phí hại dân hại nước đấy, từ điều phạt thứ nhất đến điều phạt thứ 10 Bác ghi tử hình hết. Chuyên Bác rất nghiêm khắc, lãnh đạo nhà nước nó phải thế. Đạo đức thì như trời biển, nhưng mà trị tội cũng phải rất nghiêm khắc để bảo vệ được dân. Bác nói là dung dưỡng cái xấu cái ác mà không trừng trị đi chính là không thương dân mà làm hại dân đấy. Vì thương dân bảo vệ dân mà phải nghiêm khắc với cái ác của dân. Đấy, Bác là như thế. Bác cho gọi những cái cán bộ hư hỏng, cao cấp đấy, hư hỏng, nhưng mà chưa đến mức tử hình cho đến gặp. Bác giáo dục thức tỉnh lương tâm. Bác nói một câu thôi mà khóc vì xót xa ân hận, dù cũng đã quá muộn màng rồi. Bác nói thế này: để các chú hư hỏng như thế này, Bác cũng có lỗi. Bác chịu trách nhiệm một phần vì đã không dạy bảo các chú đến nơi đến chốn để các chú hư hỏng. Đấy là sự bao dung của Bác, sự khiêm tốn của Bác thôi, chứ lỗi do chúng ta gây ra chứ. Bác nhận về mình. Bác nói tiếp: ở đời không ai là thần thánh cả, ai cũng là người thường thôi. Bác cũng vậy, các chú cũng vậy. Ai cũng có ưu có khuyết, có tốt có xấu. Có điều Bác tự hào mà nói trước mặt các chú rằng cả đời Bác không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân. Bác nói như thế nhé. Vậy mà làm sao các chú nỡ lấy của dân đến như thế? Bác có nói nặng lời, có xúc phạm ai đâu. Một lời sát núi vào lòng này mà thức tỉnh lương tâm. Các vị nhà mình hối hận, khóc. Đó là những giọt nước mắt muộn màng. Câu sau mới đau đớn chứ. Bây giờ Bác hỏi các chú một câu, các chú phải nói thật để Bác nghe. Câu này quan trọng lắm đấy các ông chị. Bác nói là ở nhà có bao giờ các chú ăn chanh cơm của vợ của con không? Chắc chắn là không. Vậy mà làm sao các chú lấy của dân đến như thế? Thì tất cả đều xót xa ân hận. Cũng như là trước giờ nổ súng ở Điện Biên Phủ đấy, ta nhớ là có cái hội nghị chỉnh huấn toàn quân, toàn các tướng lĩnh cao cấp về họp cả, Bác chủ trì. Bác nói là mỗi cô chú viết cho Bác một bản kiểm thảo. Kiểm thảo tức là kiểm điểm như bây giờ viết đấy này. Ai có lỗi có tội gì phải khai ra hết, không được giấu. Và Bác sẽ đọc hết để xem các chú thành thật đến mức nào. Mà Bác là người có uy tín lớn như vậy, chúng ta phải nghe răm rắp. Và Bác đọc không sót một bản nào. Sau đó hôm tổng kết hội nghị, Bác nói là Bác khen các chú thành thật, dũng cảm biết nhận lỗi, thế là tốt. Nhưng bây giờ phải sửa ngay đi, không thì nguy mất. Từ trước mà đã ẩm ủ các cái mầm bệnh như thế rồi, bây giờ nó mới bục ra lớn như thế thôi chứ. Mà do là chúng ta không giải quyết từ đầu.
Tất cả những vụ đau đớn gần đây là thế cả. Bác nói là phải sửa ngay đi, không thì nguy mất. Thế là cả hội trường lắng xuống nhé. Toàn trình độ cao cả, toàn cán bộ cao cấp cả như vậy. Mà hôm chia tay nhau thì các vị cũng buồn. Thế là các vị mới rủ nhau xuống suối tắm, kiểu cho nó hạ hòa đi, chia tay nhau mỗi người về một nơi. Chưa kịp tắm bác đã đến rồi. Bác có biệt tài là biết trước ý nghĩ của chúng ta cơ. Bác đi từ một cái nẻo đường mòn xuống, một ông tướng trẻ chạy lên hướng dẫn bác đi đường khác, chỗ này chúng cháu đang chuẩn bị tắm. Bác cười bác bảo bác biết, bác muốn xuống tắm cùng các chú cho vui, rồi tiện thể bác tiễn các chú về luôn. Thế là rất ân cần, ai cũng mừng. Chính cái vị tướng trẻ đó đến gần chỗ bác, hai bác cháu cùng tắm trong dòng suối kỳ lưng cho bác. Nói một câu là bác ơi bác gầy quá, ở kháng chiến bác gầy lắm, có hôm còn không có gì mà ăn nữa. Có hôm mà cơm chỉ có gạo hầm nữa. Ái ngại không có thức ăn, đang buồn cho lo cho bác thì bác lại động viên trở lại. Bác bảo có gì đâu, kháng chiến thì phải chịu khổ chứ, đồng bào còn khổ cơ mà, mình cũng phải chịu khổ. Bây giờ một chú nào vào trong xóm tìm một nhà dân vào trong bản ấy, xin họ một nắm lá chè tươi về đun lên làm nước trà mà uống, rồi chan vào cơm cho muối vừng và là thành canh là xong thôi. Lãnh tụ mà sống như thế thì gầy lắm. Bảo bác ơi bác gầy lắm là đúng đấy, nhưng bác không trả lời là gầy hay béo. Bác hỏi ngay, vừa rồi trong kiểm điểm chú tham ô mấy vạn tiền tài chính không chứ? Cái ông này hồn nhiên lắm, bảo thưa bác 4 vạn, tức là 40.000. Và ông ấy trả lời bác là bác bảo khai thì cháu khai thôi. Bác bảo tính ra tiền thì cháu tính ra tiền như vậy, chứ cháu thề với bác cháu không lấy. Cháu chịu trách nhiệm thôi, vì cháu là tướng mà. Cháu không lấy một xu nào cả, nhưng khai thì cháu khai, và nhận thì cháu nhận trách nhiệm. Bác nhìn vào mắt cái vị tướng này, bác bảo bác hiểu. Nhìn vào mắt chú, bác hiểu chú là người thật thà. Cái con mắt là cửa sổ tâm hồn mà, người ngay người gian, cái đôi mắt nó bộc lộ ra ngay. Nhìn chú bác biết, nhưng phải kể rõ cho bác nghe đầu đuôi làm sao nào mà lên cơ sự như vậy, 4 vạn bạc. Ông này ông kể ra rất là hồn nhiên. Ông bảo thưa bác có gì đâu, cần vụ nó phát rồi nó lại phát nữa, nó không ghi sữa đấy, chỗ có thế thôi. Cháu cầm nhưng cháu không lấy, cháu được đã nhận rồi mà còn nhận nữa, thế thôi chứ cháu không lấy. Bác tin tất cả các vị tướng khác cũng đổ xô về phía bác cháu này để nghe trong dòng suối. Bấy giờ bác mới trả lời gầy hay béo. Bác chỉ từng người một, chú này 4 vạn, chú kia 4 vạn, thì bác béo làm sao được. Ta nhớ cái câu chuyện đó nhé, để cái nỗi đau dằn vặt của người lãnh đạo đấy trước tất cả những sự hư hỏng tiêu cực của tình hình của cán bộ là điều bao giờ cũng phải. Cho nên các bạn hãy nhớ cái lời của Tổng Bí Thư gần đây nhé. Khi ông nói về vấn đề văn hóa Hồ Chí Minh đấy. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Đấy là một thông điệp đấy. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa không ở bên ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị. Tất cả những điều ấy để cho chúng ta thâu nhận ra một tí ý tứ này. Kinh nghiệm làm báo của bác như thế nào mà thành công như vậy? Mà bác lại rất khiêm tốn. Có lần ta hỏi bác là thưa bác, thế bác có kinh nghiệm gì mà viết hay nói hay như vậy, viết ngắn nói ngắn mà lại hay như vậy? Bác bảo chúng cháu, bác bảo bác không có kinh nghiệm gì đâu. Cứ làm việc nó sẽ khó có kinh nghiệm. Chịu khó làm việc thì từ làm việc sẽ có kinh nghiệm. Còn các chú gọi là kinh nghiệm thì bác chỉ nhắc nhở các chú mấy việc thôi. Cái điều bác nhắc nhở, mách nhỏ đấy, hóa ra là một tổng kết lớn của bác, mà nhà báo chúng ta dù bất cứ ở thể loại nào cũng phải theo bác này. Câu này thấm thía lắm. Trước khi viết và nói về cái gì thì các bạn xây dựng chương trình này, đi làm kịch bản này, phỏng vấn này. Trước khi nói và viết về cái gì phải đặt cho mình mấy câu hỏi, có trả lời được thì hãng làm. Câu hỏi thứ nhất này, nói và viết về cái gì? Các bạn trẻ nên nhớ nhé, đấy là đề tài.
Ta đi làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ ta đều phải chọn đề tài mà. Nói và viết về cái gì là đề tài. Thứ hai, nói và viết để làm gì, tức là mục đích. Làm việc phải có mục đích, không tự phát. Thứ ba này, nói và viết cho ai, tức là đối tượng. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng. Đối tượng nào phương pháp ấy. Bác nói với nhà sư khác, nói với đạo Thiên Chúa khác, nói với người nông dân khác, nói với trí thức khác. Phong cách của bác rất đa dạng, hợp với từng đối tượng. Nhất là bác yêu quý em nhỏ, bác rất hiểu em nhỏ. Đấy. Cuối cùng, nói và viết như thế nào là phương pháp. Bốn điều bác mách nhỏ dưới dạng bốn câu hỏi đấy là cả một tổng kết lớn về nghề nghiệp đấy. Để đạt cho được cái sứ mệnh là phò chính trừ tà, ngòi bút trang giấy cũng là vũ khí. Nhà báo vừa là công dân, vừa là chiến sĩ, vừa là nghệ sĩ. Bây giờ các đồng chí còn là nhà khoa học nữa, trí thức nữa. Trong chúng ta rất nhiều tài năng trẻ có thể phát triển được. Đấy, các đồng chí đã có ngồi luôn được, giám đốc tôi đã nói lúc đầu rồi. Về trình độ, về phương pháp làm việc, về các tác phẩm nghệ thuật. Mà cái điều này nó có sức cảm hóa lớn lắm với xung quanh, không cần nói nhiều đâu. Tự việc làm nó tắt lên tư tưởng. Bác khuyên chúng ta là nói ít, làm nhiều. Chủ yếu là hành động. Chỗ này cũng rất cần cho nhà báo. Nhất là khi đến với dân, làm dân vận. Bác thấy chúng ta nói nhiều quá mà làm không được mấy. Bác phê bình thanh niên ham hay mắc bệnh ba hoa mà. Bác chữa lỗi cho. Bác gọi chúng ta đến, bác nói thế này này. Tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi. Nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi. Nên các chú nói ít thôi. Không cần giải thích nhé. Nó đúng như điều lẽ phải thông thường vậy. Đấy chính là biệt tài của bác đấy. Một cái đặc điểm nữa nhà báo chúng ta nên chú ý này. Bác là người rất chú trọng công tác nghề nghiệp, nghiệp vụ. Ta gọi là bếp núc trong nghề. Từ việc sổ tay ghi chép thế nào, quan sát xung quanh thế nào. Quan sát rất là tinh tế, phát hiện nhanh tình hình, kịp ra mâu thuẫn. Thế rồi là ghi chép thành tư liệu, số liệu. Rồi từ tư liệu, số liệu đó diễn đạt thành câu văn cho nó hoàn chỉnh. Và cuối cùng sinh đẻ ra tác phẩm, tức là tác phẩm báo chí của chúng ta. Nhất là đồng chí nào vừa rồi được giải báo chí thì có tự mình rút ra kinh nghiệm được. Nói viết thế nào cho nó hay, có sức thuyết phục. Thì nó có một cái nguyên tắc này này. Phải tự thuyết phục được mình đã, thì mới có hy vọng thuyết phục được người khác. Và bí quyết của câu chuyện này chỉ có thể là trái tim thôi. Chân thành thì sẽ tìm được sự chia sẻ của một chân thành khác. Đồng cảm thì sẽ đồng nhận được sự đồng cảm khác. Trong điển tích Trung Quốc ấy, văn học cổ điển ấy, nó có cái từ là Trung Tử Kỳ và Cao Bá Nha. Người đánh đàn rất hay, phải có người cảm thụ đàn rất tinh tế. Mà hai người đó, một người chết thì người ấy đập luôn đàn, không sáng tác nữa. Nó đồng cảm đến mức độ như thế cơ mà. Cho nên là chỉ có một bí quyết thôi. Sự chân thành là điều tốt nhất để thuyết phục người khác. Mà chân thành bao giờ cũng là khiêm tốn, là thật thà, là thực chất, chứ không phải giả dối, không phải hình thức. Cái giả, cái hình thức thì bao giờ cũng sẽ lộ ra thôi. Và dân là người biết rõ nhất cái điều này. Một điểm nữa, bác dạy chúng ta thế này. Làm báo đấy, thì phải suốt đời chịu học hỏi. Học thế hệ đi trước, học sách vở, học trường đời, mà học chính nhân dân. Nhân dân là người thầy vĩ đại của mình. Từ ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết, từ phong cách ứng xử, từ dân sẽ cho chúng ta bài học lớn. Mà bác là học trò của dân và là người lãnh đạo lớn của dân, chính là từ đây. Và để hiểu thấu tất cả những điều chúng ta vừa nói, tôi xin các bạn hãy dành thời gian tìm đọc các tác phẩm của bác. Và ta chia thành từng loại ra. Bây giờ trong thực tiễn nghiên cứu, nó có mấy vấn đề này còn đáng là ông bà Trịnh Văn Bô, 48 phố Hàng Ngang, vợ là Hoàng Thị Minh Hồ, nuôi cả chính phủ.
may cả quần áo mới từ cho bác đến các bộ trưởng để ra mắt quốc dân đồng bào cơ mà. Chứ ở rừng về đã có cái gì đâu. Nên bác rất trọng kinh tế, trọng doanh nhân. Tất nhiên trong hoàn cảnh kháng chiến, cũng có khi bác muốn đơn giản hóa tình hình, thì nhiều chỉ dẫn của bác đấy, ta cũng phải tính trong điều kiện lịch sử. Nó có thể đúng lúc này mà không còn đúng lúc khác nữa, và bây giờ phải bổ sung. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Thí dụ, bác bảo với Bộ trưởng Canh Đông, Nông nghiệp ấy, là chính phủ góp tiền, góp vốn, góp giống, giao cho nông dân chăn nuôi, trồng trọt. Đến lúc thu hoạch thì ta chia đôi. Ta chia đôi, chính phủ một nửa, dân một nửa, để có tiền lo cho bộ đội, đánh ăn no đánh giặc. Chính phủ lại kêu gọi nông dân ủng hộ cho bộ đội, để bộ đội có thể ăn no đánh giặc được. Thì cái tư tưởng này nó có phần đơn giản, nhưng nó lại rất hợp thời trong hoàn cảnh kháng chiến, khi trình độ dân còn thấp. Chứ còn sâu xa mà nói, bác không bao giờ chủ trương bình quân chia đều là công bằng đâu. Công bằng là không chia đều, công bằng là không bình quân, để có động lực mà phát triển. Và bác tổng kết tư tưởng kinh tế bằng là công tư lưỡng lợi. Công là nhà nước, tư là tư nhân đấy. Công tư lưỡng lợi, trong ngoài lưu thông. Bác chủ trương thị trường thống nhất chứ, không có rào cản, lưu thông cả trong nước và thế giới chứ. Công tư lưỡng lợi, thị trường lưu thông, nhiều nhanh tốt rẻ sản phẩm đấy, nhưng mà không được làm bừa làm ẩu. Đấy, đấy là điều rất là quan trọng. Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, không chỉ là chính trị mà còn là kinh tế chứ. Yêu xăng xe như con, quý xăng như máu, tiết kiệm đấy chứ. Mà tiết kiệm không phải là bùn xỉn, tiết kiệm là tiêu dùng hợp lý. Thì đấy là câu chuyện mà chúng ta thấy là phải chú trọng nghiên cứu tư tưởng kinh tế của bác. Một điểm nữa này, chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu các bức thư của bác nhé. Một điểm rất độc đáo đấy các bạn. Đời bác viết đến hàng mấy nghìn bức thư, cả cho đồng bào, cho nhân dân, cho thanh niên, bộ đội, thiếu nhi, cho cả các tổng thống các nước, cho cả các bạn bè thế giới, thậm chí cho cả kẻ thù. Bác có thư cho cả tù binh và hàng binh cơ mà các bạn. Mà chỗ này vô cùng nhân đạo. Thư từ Hồ Chí Minh là một chủ đề, một đề tài rất đặc sắc mà chưa được mấy ai khai thác. Thì các nhà báo chúng ta, nhất là sắp tới ngày nhà báo, nên đi sâu vào lĩnh vực này để hiểu phong cách Hồ Chí Minh. Trong số những thư từ bác viết ấy, mà nó gắn với bản lĩnh của bác, ai là cái thời kỳ năm 46 chính phủ đổ lên đổ xuống nhé, cải tổ chính phủ, có khi chính phủ tồn tại có một tuần thôi mà. Thời kỳ mà trước khi có quốc hội ấy, các bạn có biết không là những cái kẻ xấu ấy, Việt Nam Quốc Dân Đảng này, Việt Nam Cách Mạng Đảng này, ta gọi là Việt Quốc Việt Cách, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Trường Tam này, cái loại đó ra sức công kích Hồ Chí Minh, ra sức công kích mặt trận Việt Minh. Mà bác có bản lĩnh lắm, không tự ái. Bác có thể nói công khai cái điều bọn họ phê bình một cách xuyên tạc bác ra cho toàn dân biết, rồi sau đó bác đính chính. Rất bản lĩnh nhé. Bác nói thế này này: có những vị phê bình tôi rằng Hồ Chí Minh không biết làm việc gì, chỉ suốt ngày ngồi viết thư khen ngợi đồng bào mà thôi. Bác đọc nguyên văn cái câu nó chỉ trích như thế, xong bác kết luận thế nào? Đúng, tôi xin tiếp thu ý kiến của quý vị. Thật ra tôi quá bận, tôi muốn có nhiều thời gian hơn để viết được nhiều thư hơn cho đồng bào. Và như thế là cách để chứng tỏ đồng bào ủng hộ chính phủ. Thế là một cách gián tiếp bác bỏ lại cái lời xuyên tạc kia đi đấy chứ. Đầy bản lĩnh, đúng không? Hay là khi bác nói về Bảo Đại, lúc đầu thì mời ra làm cố vấn chính phủ, bác chỉ thị là trả lương cao nhất cho ông ta, bố trí biệt thự đẹp nhất cho ông ta ở. Còn ông ta có làm hay không là việc của ông ta, ta tỏ hết lòng thành. Vũ Sẵn là một vị vua mà đã từ chức rồi. Đấy. Thế mà rồi Bảo Đại có làm việc đâu, toàn đánh bạc. Bác biết thừa chứ, cứ toàn cao ốm cả. Bác cho họp chính phủ thật sớm, kết thúc thật nhanh, bác đích thân đi thăm ông cố vấn. Thì quả nhiên bắt quả tang ông cố vấn đang ngồi chiếu bạc, xấu hổ quá bỏ đi đấy chứ. Đấy. Thế nhưng cũng có lúc mà Bảo Đại
thì lại có cần gặp bác và nhìn bữa cơm của bác mà ông ta xúc động. Thì đấy là cái phần nhân tính nó còn lại trong con người. Ông nói là tôi không ngờ cụ chủ tịch sống khổ đến như thế này. Một bát cơm gạo đỏ, mấy miếng đậu phụ, bát canh rau dền luộc màu đỏ, mấy quả cà. Bảo nếu cụ đồng ý tôi cho người về Huế mang thức ăn cung đình ra để cụ dùng, sao cụ sống khổ quá vậy? Thì ta tin rằng lời ấy là lời thật thà của một người mà bị lãnh tụ cảm hóa. Bác trả lời là xin ngài cố vấn đừng bận tâm. Tôi dùng bữa thế này với anh em từ lâu rồi và cũng quen rồi. Xin ngài đừng bận tâm. Đấy là lúc trả lời khi ông ta còn là cố vấn. Đến khi ông ta bỏ nhiệm sở, đi với giặc, rồi là có tuyên bố hại dân hại nước, thì nhà báo nước ngoài nó lại phỏng vấn ông, phỏng vấn bác, để thăm dò bác thái độ đối xử với Bảo Đại như thế nào. Thì bây giờ bác nói thẳng, Bảo Đại là một tên bán nước. Thế thôi. Bán rẻ danh dự tổ quốc, bán rẻ lương tâm do nước ngoài vì ích kỷ của mình. Thái độ rất là sòng phẳng, phân minh, tùy lúc tùy chỗ. Đấy là cách của bác. Còn với đồng đội chúng ta thì vẫn rất thân tình. Ta học bác ngay cả nghệ thuật tuyên truyền. Ta nhớ là ở Hà Nội cái ngày mùng 6 tháng 4 năm 46 là cái ngày tổng tuyển cử, toàn dân đi bỏ phiếu. Mà tối hôm trước đấy, các cháu thiếu nhi ở nhà thờ đấy còn đi đánh trống ếch để cổ động bầu cử. Thế mà chuyện đó bác cũng có thư cảm ơn. Bác ân cần chu đáo cảm ơn các cháu không sót cái điều gì. Đọc bức thư này ta mới thấy bác là bậc thầy tuyên truyền. Bác bảo thế này nhé. Bác nói là ngày mai toàn dân đi bầu cử là một ngày hội của cả nước. Các cháu còn nhỏ, chưa đến tuổi công dân, chưa đi bỏ phiếu được. Nhưng các cháu đi đánh trống ếch, cổ động bà con đi bỏ phiếu là một cử chỉ yêu nước. Bác khen ngợi các cháu. Năm nay các cháu với 13 tuổi thôi. Bác cũng mới chỉ 56 tuổi thôi. 5-6 năm nữa các cháu 18 tuổi đủ phiếu đi bầu thì bác cũng chỉ 62 tuổi thôi. Các cháu đi bỏ phiếu, nhớ bỏ phiếu cho bác. Bác vận động chính trị thế chứ các đồng chí. Còn nếu các cháu ứng cử, bác vui lòng ủng hộ các cháu. Thì bác làm bài giáo dục tuyên truyền rất nhẹ nhàng, hóm hình mà lại có tác dụng. Hay là bây giờ các bạn có cả cái chương trình là phát thanh bằng hai thứ tiếng này, đồng bào dân tộc nhé. Ta lại có cái chủ trương là trong sáng tiếng Việt nhé. Ta có nhớ bác bức thư bác gửi cho các cháu thiếu nhi ở Nam Định không? Nam Định là có truyền thống hiếu học và rất nhiều thành tích về nhân đào tạo nhân tài. Các cháu có sáng kiến nghĩ ra tờ báo tập viết để giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Gửi biếu bác tờ báo đó cũng là để khoe với bác thôi. Ai ngờ bác đọc hết, không sót một chữ nào. Bác còn có thư cảm ơn các cháu, thư viết bằng thơ cơ. Các cháu ở đây là năm 45, 46, chứ bây giờ là toàn là giáo sư, tiến sĩ hết rồi. Toàn là các nhà lãnh đạo cấp cao cả rồi. Bác viết thế này này, gửi các cháu tập viết. Bác đã nhận được báo biếu của các cháu, bác rất mừng. Bác cảm ơn các cháu. Bây giờ bác có mấy lời trao đổi với các cháu, rất là dân chủ nhé. Trao đổi là lời dạy đấy. Lời dạy này cho các cháu mà bây giờ cho tất cả người lớn chúng ta đây này. Ý tứ phải rõ ràng, lời lẽ nên phổ thông, câu kẹo nên ngắn gọn. Chúc các cháu thành công. Những lời khuyên cả về nội dung, cả về phương pháp mà đúng đến muôn đời, cho một lớp đối tượng mà thành chung cho tất cả. Đây là chúng ta. Thì đấy là cái điều phong cách của bác Hồ rất là bản lĩnh. Còn có thể kể bao nhiêu điều khác nữa về tư cách đạo đức nhà báo, về phong cách bản lĩnh làm báo. Tôn trọng nhất là tôn trọng sự thật, tôn trọng đạo lý lẽ phải và nhớ cái sứ mệnh là phò chính trừ tà, bảo vệ cái thiện và đấu tranh chống cái ác. Cái điều này nó gần như một tuyên ngôn ấy, và nó tập trung ở trong cái câu trả lời của bác với nhà báo nước ngoài. Ta đọc cái
cái công trình là nghệ thuật trả lời phỏng vấn báo chí của Bác Hồ nhé, thì sẽ thấy bao nhiêu điều sâu sắc. Họ hỏi bác thế này này: thưa chủ tịch thích điều gì nhất? Bác trả lời một chữ thôi, điều thiện. Thế chủ tịch ghét điều gì nhất? Bác trả lời điều ác. Chủ tịch mong muốn gì nhất? Hòa bình cho cả thế giới. Thế chủ tịch sợ gì nhất? Bảo không sợ gì hết. Người cách mạng, đảng cách mạng không sợ bất cứ một cái gì. Vì dân, vì nước mà. Vì quang minh chính đại, không sợ gì cả. Ta lại đến hỏi bác đúng câu đó. Bảo thưa bác, thế bây giờ đảng cầm quyền rồi có gì đáng sợ không bác? Bảo đảng cách mạng không sợ một cái gì cả. Có dân giúp sức, có dân bảo vệ, có gì mà sợ. Nhưng có một điều bác rất sợ. Bác nói như vậy mà bác không nói ra. Nhưng có một điều bác rất sợ. Bác im lặng không nói ra, đôi mắt đượm buồn. Ta chờ đợi mãi không thấy bác nói. Ta mạnh dạn hỏi bác: thưa bác, điều gì làm bác sợ vậy? Bác nhìn thẳng vào chúng ta, bác nói: bác sợ nhất các chú. Ta có hiểu ý bác không? Tức là sợ các chú hư hỏng thì mất hết. Đấy, những câu trả lời đầy sức tỉnh là như thế đấy. Chưa kể là bác cũng rất hóm hình nữa cơ. Một hội nghị toàn cán bộ cao cấp cả ngành tư pháp, có một vị hỏi bác mà rất nghiêm chỉnh là: thưa bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Câu hỏi rất là nghiêm chỉnh nhé. Ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Bác trả lời như đùa các ông chị, mà hóa ra là thật. Bác nói là ngành tư pháp muốn gần dân thì đừng có xa dân. Có thế thôi. Muốn gần thì đừng có xa, mà xa thì không gần được. Chân lý nó vốn giản dị có thế thôi mà. Càng nghĩ càng đúng các ông chị. Thế là ta hỏi bác một câu rất là đời thường như này: thưa bác có khỏe không? Bác bảo muốn biết bác khỏe không cứ nhìn bác mình sẽ biết. Bác đang đứng trước mặt các chú đây mà. Duyên câu chuyện sức khỏe, bác trả lời mỗi lần một khác. Đấy. Lúc bác còn khỏe ở kháng chiến Việt Bắc ấy, bác trả lời như vậy cứ nhìn bác sẽ biết. Hỏi bác: thưa bác ăn có được nhiều không? Mỗi bữa được mấy chén mấy bát kiểu vậy. Bác không trả lời cụ thể. Bác bảo có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có thì nhịn. Đời bác bao nhiêu lần phải nhịn cùng với chúng ta cả đấy chứ. Mà tội nhất là thế này: có lần ta đợi mãi chẳng thấy bác về ăn cơm. Thế tưởng bác đi ăn tiệc ở đâu rồi. Thế là ăn cơm xong trả phần bác gì. Xong xuôi rồi thì về. Về thì đúng lúc bác về thì hỏi bác một câu rất là xã giao là: bác đã dùng bữa chưa? Bác bảo từ sáng đến giờ có hạt cơm nào đâu. Khổ thế. Thế là vội vàng đi nấu cơm cho bác. Bác ngăn lại bảo: thôi muộn rồi. Cơm nguội có còn không? Thì cơm nguội bao giờ cũng còn. Bác bảo bác ăn tạm rồi làm việc. Lãnh tụ mà thế đấy không? Chứ đúng là có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có thì nhịn là đúng. Thế còn câu hỏi tiếp theo là: thưa bác ăn cơm ở đâu? Hỏi như con hỏi cha vậy. Bác ăn ở đâu? Ở nhà dân, ở hội nghị hay ở chỗ làm việc? Ai cũng nghĩ như vậy gì nữa. Đến lúc bác trả lời thì không ngờ thì bác trả lời là bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa. Thì đúng là người xứ Nghệ mới trả lời như thế được. Đúng không? Rất là hóm hình. Đại tá Hà Văn Lâu tốt như thế, giỏi như vậy mà suốt đời không lên tướng được. Chỉ vì Hiệp định Geneva thôi. Nó quy định là trưởng đoàn quân sự là đại tá mà. Thì suốt đời đại tá thôi. 21 năm. Thế có lần mới ngồi với bác tâm sự: bác ơi, thế tình hình này thì bao giờ mới xong hả bác? Ông ấy là người Huế, nói năng rất là nhỏ nhẹ. Bác bảo: chú cứ yên chí, tên chú là Lâu cơ mà. Hà Văn Lâu mà có làm gì thì không thể nhanh được. Bác trả lời vui như thế thôi, chứ lòng bác như lửa đốt chứ. Đau đớn chứ, nó phản bội như vậy, bao nhiêu đồng bào hy sinh. Lại một cái chuyện này nữa các bạn. Ai ngờ bác tiếp khách lần cuối cùng năm Kỷ Dậu, năm 79 tuổi, bác mất. Các cháu gái miền Nam khóc nhiều lắm. Nhìn thấy bác gầy yếu đi lại khó khăn cứ khóc. Mà tại sao bác cho ra trong miền Nam ra nhiều như vậy? Bác chỉ thị cho các cháu gái ra để đi chữa bệnh. Đấy. Bác chỉ dặn Pháp Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch Y tế đấy, phải khẩn trương làm nghiên cứu các loại thuốc bổ, thuốc bệnh cho các cháu chữa bệnh.
chiến trường ác liệt lắm. Để rồi sau này hòa bình, chiến thắng trở lại gần đến nơi rồi, trở lại cuộc sống đời thường, các cháu vẫn có thể làm vợ, làm mẹ được. Bác hiểu phụ nữ lắm đấy các đồng chí. Mẹ bác như vậy, chị bác như vậy. Bác rất thương các cháu. Thế các cháu cứ khóc như vậy, bác động viên là ra với bác, gặp trung ương thì phải vui lên, sao mà khóc nhiều vậy. Các cháu lại càng nức nở. Có cháu gái thưa là thưa bác, hy sinh mấy chúng cháu không sợ, gian khổ mấy cũng chịu được. Chúng cháu chỉ sợ nhất một điều, phải nghe tin bác Hồ 100 tuổi. Ý là bác mất đấy. Bác rất xúc động. Bác mới quay sang bên cạnh thì thấy đồng chí thủ tướng đang đứng đó là Phạm Văn Đồng. Bác gọi là chú Tô đấy. Và các bạn nhớ là thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ chính thức làm thủ tướng từ năm 55 trở đi thôi. Chứ còn từ năm 55 đến năm 45 về trước đấy, 10 năm liền bác là thủ tướng. Đời bác là thủ tướng này, chủ tịch nước này, bộ trưởng ngoại giao này, chủ tịch đảng và tổng bí thư đảng. Bao nhiêu gánh nặng trên vai bác. Thời bây giờ gọi là chủ tịch chính phủ, bây giờ gọi là thủ tướng. Bác hỏi chú Tô là chú Tô, năm nay bác bao nhiêu tuổi? Bảo thưa bác năm nay vừa tròn 79 tuổi. Bác nói ngay, vậy còn 21 năm nữa bác mới 100 tuổi. Ta hỏi theo nghĩa bóng, bác trả lời theo nghĩa đen đấy. Bác trừ đi nó ra ngay chứ mà. Bác nói đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Chứ bác không nói đánh Mỹ 21 năm. Các cháu cứ làm việc tốt, đánh Mỹ giỏi. Bác vui, bác khỏe thì vẫn gặp được bác. Bác an ủi vậy thôi. Chứ chỉ mấy tháng sau thì cả nước đầm đìa nước mắt. Đưa bác về chốn Vĩnh Hằng. Bác mất. Cái đoàn miền Nam đó do bác sĩ Phùng Văn Cung dẫn đầu nhé. Chưa kịp trở về miền Nam, mới trên đường đi bác đã mất rồi. Lại quay lại chịu tang cả đấy chứ. Đầm đìa nước mắt. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người đứng đầu đảng bộ miền Nam, là cao nhất. Tuy chưa phải ủy viên Bộ Chính trị, nhưng được phép ở lại chăm sóc bác những ngày bác lâm bệnh. Coi như thay mặt cả miền Nam chăm sóc bác. Thì sau này là Tổng Bí Thư đấy. Thì có kể bao nhiêu những câu chuyện về bác đầy xúc động như vậy. Để chúng ta đi tới một câu thôi. Bác đã là từ chỗ tìm đường cứu nước cứu dân, đến chỗ nhận ra con đường cách mạng, chọn con đường đi là theo cách mạng tháng 10 Nga. Cuối cùng thì dẫn đến là ngọn cờ dẫn đường cho cách mạng Việt Nam. Trên bao quát toàn bộ sự nghiệp của bác đấy, từ chỗ tìm đường, nhận đường, chọn đường để trở thành ngôi sao sáng dẫn đường cho cách mạng Việt Nam, cũng như nguồn cảm hứng vĩ đại, bác là nhà truyền cảm hứng vĩ đại nhất cho dân tộc. Thứ hai, tại sao 2 tháng trước khi mất, bác mất vào đúng ngày Quốc Khánh, thì 2 tháng trước khi mất, tức là tháng 7 năm 69, ngày 14 tháng 7, bác vẫn cố trả lời nhà báo Cuba dù đã yếu lắm rồi. Họ hỏi bác là thưa chủ tịch, trong cuộc đời chủ tịch đâu là điều thiêng liêng nhất? Thì bác trả lời đúng một câu thôi. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Hiến là hiến dân đấy. Dân hiến, dấn thân, hóa thân. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Không có hạnh phúc riêng. Lấy hạnh phúc lớn làm hạnh phúc cho mình. Bác giải thích thế này đầy cao thượng. Ở Việt Nam, mỗi người có một nỗi khổ riêng, mỗi gia đình có một nỗi đau riêng, số phận. Cộng tất cả nỗi khổ đau đó lại thành ra nỗi khổ đau của chính bản thân tôi. Chứ ăn không ngon, ngủ không yên là thế. Hy sinh hết. Bác làm việc cũng không có giờ đâu nhé. Ta bây giờ học bác chỗ đây này, hết việc không phải hết giờ, mà đã trở thành thói quen của các bạn rồi. Đấy là phong cách rất tốt đấy, tự nguyện tự giác. Khách nước ngoài vào thăm bác ở nhà sàn họ kinh ngạc, không ngờ dinh chủ tịch chỉ có thế này thôi. Hỏi thưa bác, thưa chủ tịch, dinh chủ tịch ở chỗ nào, chỗ làm việc chủ tịch ở đâu? Bác trả lời thế nào? Trời nắng
có nhiều ánh sáng, tôi làm việc ngoài trời, dưới vườn cây, lùm cây. Trời mưa và trời tối, tôi làm việc trong phòng. Đấy, Dinh có thế thôi. Thế hỏi bác là, thế vậy chủ tịch làm việc một ngày bao nhiêu giờ? Bác có trả lời bao nhiêu tiếng đâu? Bác trả lời rất hay các làm gì về mặt văn chương. Bác là nhà thơ mà. Khi tôi đi ngủ thì trên trời đã lấp lánh những vì sao. Khi tôi tỉnh dậy, ngoài vườn đã có tiếng chim hót. Đấy là thời lượng làm việc của bác. Thì cách trả lời như vậy là làm cho bạn bè họ rất là ngưỡng mộ bác Hồ như một nhà văn hóa lớn. Đặc biệt nữa, chúng ta không thể nào quên ba sự kiện cuối cùng của đời bác mà tôi muốn kể các bạn nghe để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Ba sự kiện cuối cùng của đời bác. Bạn nào đã từng đi thi báo cáo viên mà kể chuyện bác Hồ mà, thì hãy lưu ý mấy sự kiện này. Người ta hỏi các bạn là bữa ăn cuối cùng của bác Hồ vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào, đầy xúc động. Câu hỏi thứ hai là tại sao Trung ương không để bác ở nhà sàn nữa, cố thuyết phục bác để mời bác rời nhà sàn xuống cái nhà hầm cấp 4, gọi là nhà 67. Bây giờ là chỗ để bàn thờ bác và là nơi bác chút hơi thở cuối cùng. Vì sao? Câu hỏi thứ ba là ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào? Trong chúng ta cũng có cái bộ phận cựu chiến binh, các bạn thấy không ạ? Chỗ này các bạn bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh là không thể nào quên được. Thiêng liêng lắm, gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì tôi kể vắn tắt. Đó là ngày 12 tháng 8 năm 1969, mùa thu. Và một buổi chiều, bác rời nhà sàn, một chiếc ô tô nhỏ đưa bác về phía Hồ Tây, là cái nơi rất đẹp, ta đã biết cả, nơi có cái nhà khách của Trung ương, biệt thự. Bác đến đó để tiếp đoàn ngoại giao Việt Nam mới từ Pháp về, cái hội nghị Paris đấy, mà năm nay là 50 năm Hiệp định Paris. Bác là một nhà ngoại giao, bác lại ân cần và chu đáo. Bác biết tin có đoàn ngoại giao vừa Pháp ở Pháp về, bác đến thăm. Ta chưa kịp đến chào bác, chưa kịp báo cáo công việc với bác đến trước, bác biết trước. Bác truyền niềm tin cho đoàn ngoại giao Việt Nam. Bác nói là đánh trên chiến trường phải thật mạnh vào, chiến thắng quân sự phải lớn vào, thì mới làm được vốn cho ngoại giao bên bàn đàm phán. Chuyện kết hợp đánh và đàm, quân sự là tạo vốn cho ngoại giao. Ngoại giao phải trên thế mạnh cơ. Thì ta nhớ lại cái sự kiện Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam đi Geneva năm 54 đấy, đến chào bác trước khi đi trên núi rừng Việt Bắc. Bác bảo chú cứ lên đường mà đi, lãnh đạo anh em thật tốt, dĩ bất biến ứng vạn biến, chúc các chú chân cứng đá mềm, thế nào thắng lợi. Các chú cứ yên tâm mà đi, đúng ngày giờ mà bên đó khai mạc hội nghị thì các chú sẽ nhận được món quà đặc biệt của bác gửi sang. Món quà đặc biệt đó chính là Điện Biên Phủ. Khi mà tướng Đờ Cát giơ tay hàng, cờ trắng lũ lượt ra hàng, mà chiến sĩ vào bắt tướng Đờ Cát giơ tay hàng là ai? Hoàng Đăng Vinh, có 19 tuổi, văn hóa có lớp 1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cử vào bắt sống tướng Đờ Cát, sau này trở thành đại tá anh hùng lực lượng vũ trang, được đảng cho đi đào tạo mới trở thành anh hùng. Cũng như Nguyễn Văn Bảy ở miền Nam ấy, lớp 3 mà bác cử đi học phi công ở Liên Xô, bắn rơi 7 máy bay Mỹ, gọi là phi công đẳng cấp cơ. Ta có một thế hệ người Việt Nam như thế đấy. Thì bác đến thăm đoàn ngoại giao, bác muốn truyền lửa cho đoàn ngoại giao, niềm tin cho họ, đánh và đàn kết hợp, biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự, dĩ bất biến ứng vạn biến. Đấy là cái sự kiện bác đi hôm đó. Sau rồi thì ô tô lại đưa bác về nhà sàn vào buổi tối. Chẳng may cho bác bị cảm lạnh, mưa to gió lớn,
tuổi già thân thể bác rất dễ bị nhiễm nhiễm lạnh. Các bác sĩ khám bệnh cho bác, tiêm thuốc cho bác ngay, nhưng mà đau đớn phát hiện ra đã thấy dấu hiệu nhồi máu cơ tim. Mà đại tướng Nguyễn Chí Thanh ấy mất đột ngột chỉ vì nhồi máu cơ tim. Bác không cho làm sinh nhật lần cuối cùng cũng vì thế đấy. Sinh lão bệnh tử, sinh có hạn, tử bất kỳ, biết thế nào được. Cứ nói mãi bác mới đồng ý cho làm. Bác bảo làm thật nhanh lên, 5-10 phút thôi, đừng kéo dài làm gì, chỉ cho bác mấy bông hoa là đủ rồi. Thì Trung ương làm đúng lời bác, có ngờ đâu bó hoa tặng sinh nhật bác lần cuối cùng có 5 bông hồng. Bé nhỏ, đúng như lời bác, và sau đó bác đi. Thế trên đường trở về nhà sàn, bác bị lạnh như vậy tôi đã nói rồi. Cho nên bữa tối hôm đó dọn cho bác là một bữa tối muộn, rất muộn. Có một bát súp nhỏ thôi, một bát nước thịt nhỏ hầm với mấy củ khoai tây nhỏ xíu cho bác, bưng lên cho bác. Mà tay bác đã run lắm rồi. Bác cầm cái thìa để múc củ khoai tây mà nó không vững, nó rơi ngay xuống mặt bàn này. Bác lấy khăn ăn để lau đi, vì đời bác tiết kiệm lắm, kham khổ vì dân. Các bác sĩ nhìn bác mà ứa nước mắt, bảo nhau lấy bát khác. Bác ngăn lại, bác bảo lẽ nào bác phí phạm mồ hôi công sức của đồng bào. Mưa bão thế này, lúa má hoa màu mất hết. Bác cố ăn bằng hết cái mấy củ khoai tây đó, thì có ngờ đâu đấy là bữa tối cuối cùng của bác đó. Từ ngày hôm sau trên giường bệnh lúc tỉnh lúc mê, nhật ký chữa bệnh cho bác còn ghi từng ngày một cơ. Các bạn là nhà báo thì thường có thói quen tích trữ tư liệu. Ai muốn biết tư liệu gốc đấy, vào văn phòng trung ương. Cái két sắt khổng lồ đấy, chỉ đựng cái bản gốc của di chúc này thôi, có mấy trang giấy thôi. Rút kinh nghiệm từ sau khi đánh thất lạc bản gốc Tuyên ngôn Độc lập. Thứ hai nữa là ghi nhật ký chữa bệnh cho bác từng ngày một. Mỗi ngày 2 thìa sữa mà bác không ăn được, 2 thìa cháo loãng cũng không hết. Cổ họng bác rát bỏng, nó giãn hết các mạch máu. Tại sao Trung ương phải thường xuyên gọi giáo sư Trần Hữu Tước về để hàn cho bác? Các mạch máu đã vỡ ra thế này vì ông là giáo sư hàng đầu về tai mũi họng, người bác mang từ Pháp về đấy. Thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất xung quanh bữa ăn cuối cùng của bác. Nhưng một điều rất lạ, tại sao người ta trước khi mới chết ấy, rất tỉnh và nói điều rất thiêng. Con chim hót lần cuối cùng trong đời cũng vậy thôi, con người cũng thế. Vì mùng 1 tháng 9 năm đó, bác cầm tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi vào thăm bác. Bác hỏi chú Tô, năm nay quốc khánh lần thứ bao nhiêu? Bảo thưa bác, lần thứ 24. Bác bảo hai giáp có phải không chú? Tức là hai giáp là 24 năm. Ý bác là năm chẵn đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Chú là thủ tướng phải vui lên, thay bác đọc diễn văn, đừng để dân buồn. Bác không ra được với dân, bác buồn lắm. Vậy các chú nấu cho bác một bát cháo. Mọi ngày 2 thìa không ăn được, mà hôm nay bác dặn nấu cho bác một bát cháo to, bát đầy. Bác nói là bác cố ăn hết bát cháo để có sức, mai các chú dìu bác ra với đồng bào để bác nói dăm câu. Mai là mùng 2 tháng 9. Bác cứ đinh ninh là ngày mai mới làm meeting. Năm nào cũng thế, bác đứng giữa lễ đài vẫy mũ thế này. Còn cái năm ấy Trung ương làm rất sớm, 31 tháng 8 đã xong hết rồi. Và không có bác trên lễ đài, ai cũng biết điều gì đó dữ dội sắp đến, quả nhiên là bác mất. Thì bác dặn là nấu cho bác một bát đầy, bác dìu bác ra với dân, bác nói dăm câu. Ý bác là phải chào từ biệt dân rồi có đi mới đi được. Có ai mà minh mẫn đến tận cùng đến như thế. Bác còn dặn một cháu gái tên là Ngô Thị Oanh, 21 tuổi. Cháu là y tá quân đội cử sang để chăm sóc bác.
cái người mà trực tiếp cắt móng tay cho bác đấy các đồng chí, vừa cắt vừa khóc, bác đau bác vẫn rụt tay lại cơ mà, và lau mặt cho bác, mở khăn mặt ra thì có 7 sợi râu bác đọng lại, càng khóc. 54 năm rồi, những cái vật thể bé mỏ nhỏ đó còn được giữ nguyên vẹn đấy. Còn bác thì nằm ở trong lăng, toàn bộ thi thể, chứ còn những màu móng tay, những sợi râu còn giữ lại như bây giờ, trong một cái hộp thủy tinh pha lê trong suốt như thế này. Thì bác nói câu là bảo cháu oanh tiêm thêm thuốc cho bác, thuốc trợ lực đấy, để bác có sức, mai các chú dìu bác ra với đồng bào 5 phút thôi. Dường như bác biết trước tất cả, cả ngày đi và giờ đi nữa, dìu bác ra. Và bác nói thế này thì không ai không khóc. Trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Bao nhiêu lần vào sinh thì bác biết rằng sẽ không qua được. Cho nên di chúc đấy, bác mới dặn là để lại một phần cho xương cho đồng bào miền Nam. Là vậy. Tất cả đều khóc và không ai nỡ giấu bác nữa vì meeting xong rồi. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói là xin bác yên lòng, meeting đã xong rồi, chúng tôi vào đây với bác. Thế là bác nấc lên, bác bảo không còn cơ hội nữa có phải không? Cơ hội tức là gặp dân, không có phải meeting xong thì dân về hết. Bác nhìn ông Vũ Kỳ, bác bảo lấy cho bác một ngụm nước dừa vậy. Nước dừa có phải bác khát bác uống được đâu, đó là biểu tượng của miền Nam. Ta không hiểu được điều đó, mang nước dừa vào thì quá muộn, bác đi mất rồi. Đấy là sự kiện thứ nhất nhé, xung quanh bữa ăn cuối cùng của bác. Sự kiện thứ hai, sở dĩ Trung ương thiết tha mời bác rời nhà giàn, vì bây giờ bác 80 tuổi rồi, vào tuổi 80. Bác ở nhà sàn đau ốm thế này, đêm khuya thế này không hợp lý nữa, nguy hiểm. Bây giờ nó còn là một cái bảo tàng lịch sử thôi. Bởi vì khi làm nhà sàn, bác không cho làm nhiều phòng. Mỗi phòng lại không được rộng rãi. Bác bảo tối đa là 3 phòng thôi, mỗi phòng 10 mét vuông thôi. Không làm gỗ tốt, làm gỗ thường như của dân thôi. Một phòng để tiếp khách, một phòng để bác làm việc và ở, còn một phòng hãy dành riêng cho chú Tô. Bác thương nhất là thủ tướng. Thủ tướng lấy lý do còn chăm sóc vợ con, chuyên xin để bác ở làm việc có 10 mét vuông thôi mà. Nhưng cái điều quan trọng là bác không cho làm nhà vệ sinh ở trong phòng, tức là không theo kiểu căn hộ, nó cứ thoáng đãng hết ngoài thiên nhiên thế này. Bác đi bộ qua cầu thang xuống mặt đất, rồi qua cái nhà bếp 54 để hàng ngày sinh hoạt ở đó. Lúc khỏe thì còn được, bây giờ bác đau yếu thế này mà đêm hôm có một mình bác, ai cũng về nhà mình hết, Trung ương rất lo. Cho nên là thiết tha động viên bác, mời bác xuống nhà cấp 4 một tầng, nó là cái hầm tránh bom Mỹ đấy, nhà 67. Lấy lý do là để các bác sĩ chăm sóc bác cho nó dễ hơn. Biết bác thương người, bác đồng ý ngay. Ai ngờ đâu ít ngày sau thì bác chút hơi thở cuối cùng. Cái ngày ấy bác rời nhà sàn là ngày 22 tháng 8 năm 69. Sự kiện thứ ba, bác làm việc cuối cùng vào ngày nào thì cái ngày này thật là linh thiêng, trùng với sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8. Thế là lúc bác đi tìm đường cứu nước ngày mùng 5 tháng 6, Đại tướng chưa ra đời. Lúc bác đã đến tận chân tượng thần tự do rồi, nước Mỹ rồi, thì ở trong nước Đại tướng mới cất tiếng khóc chào đời bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Bình, quê Đại tướng ở Lệ Thủy mà. Thì có thể nói đây là hai thế hệ, hai như hai cha con vậy, mà cái duyên nợ giữa bác với Đại tướng là thật là cảm động. Lần đầu tiên gặp Võ Nguyên Giáp ở Côn Minh mà bác thầm nghĩ con người này rồi suốt đời sẽ cầm quân. Nó dường như có cái gì mách bảo đó về, về thiên tư của Đại tướng. Mà ông có ngày nào qua trường quân sự đâu, ông là một trí thức chứ, một giáo sư sử học.
Khi đại tướng mất đấy, 103 tuổi, những cái biểu ngữ lớn, cái pano lớn từ nhà riêng đại tướng 30 Hoàng Diệu Hà Nội đến tận sân bay Nội Bài để tiễn đại tướng về tận quê Quảng Bình nhé. Bức ảnh đẹp lắm, các đồng chí xem cả rồi đấy. Có một câu là thôi chào đồng bào nhé, tôi đi, mà rơi nước mắt hàng triệu người. Võ là họ, văn là bí danh Bác Đặt đấy. Khi đại tướng mất đấy, một nhà giáo dạy sử cũng như là đại tướng đấy, viết hai câu thơ để khóc đại tướng mà hay nhất. Văn lo việc nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Là toàn bộ câu chuyện của đại tướng gắn Bác Hồ là vậy. Ngày 25 tháng 8, ngày làm việc cuối cùng của Bác, vợ chồng đại tướng đến thăm Bác, biếu Bác hai quả dừa tượng trưng cho miền Nam. Vợ là bà giáo sư Đặng Bích Hà, là phu nhân, là con gái của giáo sư Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai là người Bác yêu quý, coi là bộ trưởng giáo dục đầu tiên. Ông lại là con của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn, nổi tiếng ở miền Trung, là bạn thân thiết của bố Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy. Cho nên Bác rất thương vợ chồng đại tướng là thế. Bác bảo là cô chú gói hai quả dừa lại trong một miếng lụa đỏ cho Bác, thay Bác sang thăm và biếu luật sư Trịnh Đình Thảo. Ông là thủ lĩnh phái hòa bình trung lập dân chủ ở miền Nam, đang ở Hà Nội. Bác biết. Bác còn biết rõ cả chuyện là gia đình luật sư có một trang trại rất lớn ở Sài Gòn, ở quận Gò Vấp ấy. Ông chọn cái con đường xoài đẹp nhất để đặt tên là đường Hồ Chí Minh, mà chính quyền Thiệu nó cho quân đến đàn áp phá bỏ, luật sư bảo vệ bằng được. Mà tin nó đăng lên báo, Bác biết. Bác hỏi luật sư thế này này: đường Hồ Chí Minh trong trang trại luật sư có còn không? Ông vô cùng xúc động. Ông bảo thưa Bác, nó ở trong tim, mãi mãi vẫn còn. 54 năm trước luật sư nói với Bác như vậy. Còn 54 năm sau, tức là bây giờ, chúng ta nhắc lại câu này như là một lời thề, một sự trung thành với con đường của Hồ Chí Minh, con đường đưa tới độc lập, tự do và hạnh phúc. Cái ngày làm việc cuối cùng của Bác, Bác làm bao nhiêu việc chứ? Một là gửi thư cho các cháu thiếu nhi ở Bắc Ninh đấy các ông chí. Mà năm nay là tròn 60 năm, kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt nhé. Việc thứ hai, gửi thư lần thứ 14 và cũng là lá thư cuối cùng cho Tổng thống Mỹ Nixon. Gửi cho Tổng thống các thế hệ nước Mỹ. Nixon nhận thư đó, Bác muốn trải thảm đỏ cho nó về đấy, miễn là nó cút đi, cho nó rút lui trong danh dự đấy. Và một điểm nữa lại liên quan đến ngành công an, Bác ký lệnh ân xá, giảm án, tha tội cho các phạm nhân cải tạo tốt nhân ngày quốc khánh. Làm xong bấy nhiêu việc, Bác mới ra đi, mới giã từ chúng ta. Và năm tháng trôi qua rồi, mỗi chúng ta, những thế hệ mà sống cùng thời với Bác này, hay ít nhất cũng được làm việc với Bác, gặp Bác, dự lễ tang Bác, mà bây giờ còn giữ cái mảnh tang nửa đen nửa đỏ trên ngực này, mới hiểu được. Và các bạn trẻ sinh ra ngay từ đầu thế kỷ này, nối tiếp nhau, chúng ta cùng có một lời thề, yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Thì mỗi lần nghĩ về Bác, mỗi lần nghe kể về Bác, học tập làm cho Bác, tự ta mình, ta như thanh lọc tâm hồn mình để trở về với sự trong sạch và thánh thiện, để xứng đáng mãi là con cháu của Bác. Và các nhà báo, các nghệ sĩ, các trí thức của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, một cái mảnh đất thiêng liêng địa đầu Tổ quốc này, phải làm được như vậy để xứng đáng với Bác. Thì tôi tin được như vậy. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Thank you.